Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Chương 901, tất cả đều bất lực một. Đúng vậy, Tiết Vườn chủ nói một chút, nếu không chúng ta cũng luống cuống. Mọi người không biết, cũng lại bất lực, Vườn chủ không ngại nói tình huống kỹ càng tỉ mỉ một chút, chúng ta cũng sẽ tìm biện pháp tốt hơn. Lư lão nói, khiến cho mọi người đồng thời gật đầu, kêu lên. Cho dù vì phần thưởng của Tiết Vườn chủ, bọn họ cũng không dám làm cho có lệ tốt lắm, ta sẽ nói một chút về tình huống của địa mạch linh đằng. Biết chỉ có nói ra, mọi người mới nghĩ được biện pháp tốt, tiết vườn chủ cũng không từ chối. Địa mạch linh đằng, luôn luôn sống rất tốt, thời gian không bệnh, cây dây leo này mượt mà chắc nịch, toàn thân màu xanh lục, cành lá cũng vô cùng xung xuê. Đi tới nơi này, cho người ta một loại cảm giác sức sống nồng đậm. Đại khái nửa năm trước, tình hình thay đổi. Nửa năm trước, Thị nữ ta phái đến trông giữ ruộng thuốc báo về, nói linh đằng xuất hiện lá úa vàng. Lúc đó ta còn chưa tin, lập tức chạy tới. Vừa nhìn tới, quả nhiên là như thế. Chỉ có điều, chỉ cần từng nuôi trồng dược liệu, đều phải biết, lá cây sẽ tùy mùa sẽ biến hóa thành màu vàng, cũng không mấy coi trọng. Ai biết sau 10 ngày, giống như lây bệnh, vàng lá càng lúc càng nhiều. Từ ban đầu có mấy cái lá, diễn biến đến hơn phân nửa. Lúc này ta cuối cùng ý thức được tình huống không được bình thường lập tức nghĩ biện pháp trị liệu lá cây úa vàng ta đầu tiên nghi ngờ chính là vấn đề nước trồng rất nhiều cây cối xuất hiện loại tình huống này nhân tố hàng đầu chính là nước vì thế ta chuyên môn mang tới nước viết từ núi thiên hàn tiến hành tước nước cho nó vốn tưởng rằng dựa theo thời gian trôi qua tình hình vàng lá sẽ giảm bớt ai biết một tháng sau toàn bộ linh đằng đã đầy lá vàng không chỉ có như vậy nhánh cây cũng bắt đầu héo rũ cái này làm ta có chút luống cuống, nghiên cứu cẩn thận vấn đề đất đai, thậm chí vận dụng chi phí cực lớn, đổi toàn bộ đất đai để dây leo hấp thu. Vẫn không có hiệu quả, sau đó lại sử dụng đủ loại phương pháp, kết quả hoàn toàn chưa từng có tác dụng. Cho tới bây giờ lại không có bất kỳ biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là mời mọi người qua hỗ trợ. Vừa nói hắn vừa lắc đầu, tiết vườn chủ sinh ra sự cô đơn. Lá cây úa vàng, nhánh cây héo rũ, dựa theo đạo lý bình thường, hoặc là dinh dưỡng không đầy đủ hoặc là dinh dưỡng quá thừa tiết vườn chủ có thể thử qua hay không lô lão mở miệng những điều này ta đều thử qua không có tác dụng tiết vườn chủ lắc đầu ta đến xem trước nghe xong giải thích một lão già trong đám người đi lên là lưu lão lưu lão nào vạn quốc thành còn có ai dám tự xưng lưu lão đương nhiên là vư vườn chủ vườn thuốc ở thành bắc hắn cũng tới vườn thuốc thành bắc lại là vườn thuốc đứng thứ hai của vạn quốc thành nếu như hắn cũng không nhìn ra được chúng ta cũng không có biện pháp audio điện tử võ tấn bền nhìn thấy được lão già từ trong đám người đi ra mọi người lập tức hồn lên người này rất nổi danh sao trương huyền nghi ngờ nhìn về phía lư trạm khụ khụ lư trạm bị sặc nước bọt một cái trương huynh Vị Lưu Lão này 100 năm trước danh tiếng đã chấn động vạn quốc thành, từng là người trồng thuốc ngự dụng của Minh chủ phủ. Gia gia ta năm đó cũng từng thỉnh giáo hắn, bàn về tư cách trồng thuốc, tuyệt đối là người già nhất trong toàn bộ vạn quốc thành. Ngươi, sẽ không phải ngay cả hắn cũng chưa từng nghe nói qua chứ? Lư Trạm cảm thấy sắp phát điên rồi. Vị Trương Huyền trước mắt này rốt cuộc có phải là người của vạn quốc thành hay không? Chỉ cần đúng, làm sao có thể không biết Lưu Lão? phải biết rằng danh tiếng của hắn không giới hạn trong trồng thuốc, bất kể thực lực hay cái gì đều trấn áp phương thành. A, à, trương huyền gật đầu. A à, là xong rồi. lư chạm suýt phun ra một ngụm máu tới. đây chính là lưu lão. cho dù khang đường chủ hiện tại của danh sư đường nói tới hắn đều sẽ phát ra tôn trọng từ tận đáy lòng, tự nhiên cảm thấy kính nể. người lại a à, một tiếng, khuôn mặt bình tĩnh không dao động, giống như nhìn thấy trương tam, lý tứ có ý gì. Thế nào? Trương Huyền nhìn qua. Không có gì. Thấy vẻ mặt hắn vô tội, hai mắt lư chạm hoa lên. Lúc này hắn mới biết được, người thiếu niên trước mắt này không phải giả vờ, mà là thật sự không biết địa vị và thân phận của Lưu Lão. Vừa áp chế được bất đắc dĩ trong lòng xuống, dự định sau này phải cố gắng phổ cập một chút tri thức trồng thuốc cho vị trương huynh này, liền nghe được một câu, lại khiến cho hắn phát điên. Trình độ của ông lão này còn chưa đủ, không trị hết được cho địa mạch linh đằng lập tức chỉ thấy người thanh niên nhìn về phía lưu lão không ngừng lắc đầu hình như mang theo sự thất vọng lắc đầu thất vọng lưu trạm chỉ cảm thấy lại ngực sôi trào phát điên người thất vọng một lông cho dù ngươi là danh sư đối với trồng thuốc một chữ cũng không biết lưu lão người ta là người trồng thuốc danh tiếng nổi khắp thiên hạ cho dù không trị được người thất vọng sao hơn nữa giọng điệu này giống như nói về vãn bối đại ca người từ nơi nào xuất hiện vậy có thể đừng ngông cuồng như thế lớn lối như vậy có được không bên này lưu chạm đã sắp bất tỉnh lưu lão bên kia cuối cùng đi dạo một vòng quanh dây leo lớn đất đai chất nước không khí dinh dưỡng đều không có vấn đề đây là có chuyện gì lưu lão nhăn mày lại hình như có nghi vấn khó xử lý nào đó không nghĩ ra dựa vào nghiên cứu của hắn đối với dược liệu chỉ xem một chút là có thể phân biệt ra được đất đai, chất nước các loại có đạt tiêu chuẩn hay không. Trước mắt những thứ có thể ảnh hưởng tới dược liệu này, hắn vẫn không có cách nào soi mói, không chê vào đâu được. Nhưng địa mạch linh đằng khổng lồ như vậy sắp chết, khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái nói không nên lời. chương 902, tất cả đều bất lực hai Tiết vườn chủ, có phải là tuổi thọ của cây địa mạch linh đằng này đã hết hay không? Suy nghĩ một lát, lưu lão mở miệng. Tuổi thọ, sẽ không, địa mạch linh đằng đủ để sống hơn nghìn năm, cây này đến bây giờ chỉ có hơn 100 năm, làm sao có thể tuổi thọ hết. Tiết vườn chủ lắc đầu. Điểm ấy nàng cũng đã sớm suy nghĩ đến, cũng chuyên môn phân tích qua, phát hiện cả cây dây leo sức sống bừng bừng, căn bản không phải tình trạng hấp hối nên có. Lại nói, nếu như là tuổi thọ hết, chắc là dần dần héo rũ, bắt đầu thối giữa từ hệ dễ. Nhưng bây giờ lại là lá cây úa vàng trước, sau đó nhánh cây chết, rõ ràng không phải tuổi thọ hết. Thực vật, hạn lớn tuổi thọ của dược liệu đến, cơ bản đều là hệ rễ khô vàng, rễ cây khô quát, sau đó mới là lá cây. Hiện tại cây này lá cây úa vàng trước, rõ ràng trình tự không đúng. Đúng vậy, nghe được đối phương phân tích, lưu lão thật sự không nhịn được lắc đầu. Tại hạ tư chất ngu dốt trải qua quan sát điều tra, thật sự tìm không ra vấn đề ở chỗ ở nào. Vẫn mong tiết vườn chủ thứ lỗi vẫn là làm phiền lưu lão. Thấy hắn bất lực, ánh mắt tiết vườn chủ ảm đạm đi vài phần, chỉ có điều vẫn tinh là lễ phép trả lời một câu. Cũng không giúp được chuyện gì, xin lỗi. Lưu lão lui về phía sau mấy bước, đứng ở một bên đau khổ suy nghĩ tìm hiểu. Hình như tình hình của địa mạch linh đằng trước mắt thực sự khiến cho hắn không có biện pháp tốt hơn. Lưu lão thật sự không có giải quyết được. Nhìn thấy được lưu lão quả nhiên nói mình không có cách nào, lư trạm nhớ tới lời cảm thán của người thanh niên vừa rồi không nhịn được trợn tròn mắt vị trương huynh mới quen này rốt cuộc là trong lúc vô ý nói đúng hay là thật sự có bản lĩnh này có thể liếc mắt nhìn ra lưu lão chị không hết hắn không phải hoàn toàn không biết gì về trồng thuốc sao lưu lão không được ta chỉ sợ cũng không được chỉ có điều vẫn có ý định thử một chút lư lão đi ra đứng ở trước nhánh dây leo hắn cẩn thận gõ một cái lại cắt một mảnh vỏ cẩn thận nhìn một chút, không biết trầm tư bao lâu, cuối cùng giống như lưu lão, lắc đầu. Có phải bị bệnh hay không, bọn họ tiếp xúc với dược liệu nhiều năm như vậy, có thể rất nhanh nhìn ra, địa mạch linh đằng trước mắt xuất hiện chứng bệnh, bọn họ chưa từng thấy qua, tất nhiên cũng lại không có cách nào trị liệu. Lưu lão, lưu lão hai người có tuổi nghề lâu nhất cũng không có cách nào, những người khác lục tục đến đây quan sát, cũng đưa ra không ít kiến nghị. Chỉ có điều, những kiến nghị này đều bị tiết vườn chủ bác bỏ bởi vì những thủ đoạn này đều rất bình thường trước đây nàng đều sử dụng qua hoàn toàn không có tác dụng một lúc lâu sau các vườn chủ người trồng thuốc đi tới nơi này đã quan sát hơn phân nửa đều bất lực những người còn lại gần như đều đi cùng trưởng bối của bản thân hoặc chỉ là qua mở mang kiến thức một chút tài nghệ chân chính so với đám người phía trước kém hơn quá nhiều những người trước mặt đều không có cách nào bọn họ tất nhiên cũng nghĩ không ra phương pháp tốt hơn. Các vị còn có biện pháp gì tốt không? Thấy triệu tập nhiều dược sư như vậy, cũng không có cách nào giải quyết, sự thất vọng của tiết vườn chủ càng lúc càng đậm. Không, biện pháp ta có thể nghĩ ra, tiết vườn chủ đều thử nghiệm qua. Xem ra quả thật không được. Lưu lão, lưu lão và tiết vườn chủ đều không có cách nào, chúng ta làm sao có thể nghĩ được phương pháp tốt. Thảo nào tiết vườn chủ cho ra thù lao lớn như vậy. Thu lao này, quả thật không phải người nào cũng có thể nhận được. Nghe được câu hỏi của tiết phường chủ, mọi người đồng loạt lắc đầu. Phần lớn mọi người đã đi lên một lượt tự mình quan sát. Loại bệnh này của địa mạch linh đằng đã vượt ra khỏi phạm trù có thể hiểu được. Cho dù là người trồng thuốc nhiều năm, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Vậy được rồi, làm phiền các vị. Phòng khách đã chuẩn bị tốt hiến tiệc, vẫn mong các vị thưởng thức xong hãy đi. Thấy mọi người lại không có cách nào, Tiết Vườn chủ lắc đầu. Lần này lấy danh nghĩa bữa tiệc mời người qua, tất nhiên lại sớm chuẩn bị xong thức ăn ngon rượu ngon. Không giúp được chuyện gì, thật sự hổ thẹn, bữa tiệc hay là thôi đi. Cả nhà còn có việc, nên rời đi trước. Tuy rằng Tiết Vườn chủ có thịnh tình mấy đi nữa, sắc mặt mọi người lại đều khó coi. Cũng đúng, bọn họ đều là người trồng thuốc có tiếng, mọi người tới nhiều người như vậy, nhưng ngay cả nguyên nhân căn bệnh của cây còn chưa từng điều tra ra cũng khó trách cảm thấy xấu hổ. Gốc cây địa mạch linh đằng này, bệnh cổ quái, mọi người tìm không ra chứng bệnh, cũng không tính là gì cả. Ta cũng không tìm được, mong rằng các vị lưu lại, ăn xong yến tiệc lại đi. Vừa vặn tiết mẫu cũng có chuyện muốn nhờ cậy các vị. Thấy vẻ mặt xấu hổ của mọi người, tiết vườn chủ biết bọn họ suy nghĩ điều gì, an ủi một câu. Nàng đang muốn nói tiếp, đột nhiên sửng sốt một cái. Vị công tử này, người muốn làm gì? Nghe được lời nói của nàng, mọi người đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy một người thanh niên, chẳng biết từ lúc nào đã ở trong đám người đi ra, đi tới trước dây leo lớn, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng xoa ở phía trên một chút. Xoa xong, hắn lại lập tức đi dạo qua một vòng, không coi ai ra gì, lại liên tục sờ mấy gốc dược liệu chân quý, lúc này mới dừng lại. Làm cái gì vậy? Tất cả mọi người đều choáng váng mơ hồ. Dược liệu sinh trưởng cần môi trường đặc biệt thậm chí có vài dược liệu cực kỳ mẫn cảm đối với người, kiêng kỵ nhất là đụng vào. Bởi vậy, mọi người tuy rằng nghiên cứu chứng bệnh của địa mạch linh đằng là gì, nhưng cơ bản không có ai tới gần. Cho dù tiếp xúc đều mang theo găng tay các loại. Dù sao, mỗi một người tu luyện công pháp khác nhau, làm không tốt sẽ có phản ứng với dược liệu, xuất hiện cục diện không có cách nào tưởng tượng được. Trước đây, lại có một vị cường giả công pháp thuộc tính dương đụng vào một gốc cây dược liệu thuộc tính âm dẫn đến dược liệu sống không bao lâu, liền trực tiếp thối giữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người trồng thuốc đều tu luyện công pháp Trung Hòa. Hiện tại, nhiều người trồng thuốc như vậy đứng ở bên cạnh, quan sát chẩn đoán triệu chứng căn bệnh, không dám tới gần, người này tự nhiên len lén chạy vào đi sờ loạn, không kiêng nể gì cả. Làm gì vậy? Có hiểu quy củ hay không? chương 903, người là heo sao? 1. Mọi người choáng váng mơ hồ, lư chạm ở một bên càng bị dọa cho giật mình, thiếu chút nữa thì ngất ngay tại chỗ. Người khác không biết, hắn mới vừa rồi còn nói chuyện với người này, thế nào? Thoáng cái không thấy, đã bỏ chạy vào vườn thuốc sờ loạn. Người không hiểu trồng thuốc, có thể hỏi. Cho dù không hỏi, nhìn nhiều người như vậy chưa từng động, lẽ nào cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sờ địa mạch linh đằng một cái ngược lại cũng thôi, thứ này cực lớn, đừng nói chạm đến, chém lên hai đao cũng sẽ không chết. Nhưng, những linh dược kia, là tuyệt đối không thể đụng vào. Vẻ mặt hắn đang sốt ruột, nghĩ nên giúp giải thích thế nào, lại thấy người thanh niên xoay đầu lại, vỗ tay một cái, thần sắc thản nhiên nhìn qua. a à, ta muốn xem thử một chút, có thể trị liệu gốc cây địa mạch linh đằng này hay không? Trị liệu, lư chạm nôn ra máu. Địa vị của ngươi được tôn sùng, danh sư tứ tinh cũng phải kiêng kỵ. Nhưng, vừa rồi hàn huyên nửa ngày, người đối với trồng thuốc một chữ cũng không biết nếu thứ này thực sự tùy tiện sờ một chút là có thể trị liệu những thế gia trồng thuốc bọn họ cũng không cần sống nữa sờ loạn thì sờ loạn hiếu kỳ thì nói hiếu kỳ tại sao phải nói trị liệu lẽ nào không thấy được nhiều người như vậy đều bất lực sao khẩu khí thật là lớn ngươi là ai ở chỗ này phát ngôn bừa bãi nếu như có thể trị liệu dễ dàng như vậy đám người lưu lão lưu lão khẳng định đã sớm cho ra đề nghị còn cần một tiểu tử chưa giáo máu đầu như ngươi nói lung tung sao? Người này từ nơi nào xuất hiện? Trần Dược Chủ, là người của ngươi sao? Không biết. Quả nhiên, nghe được lời của hắn, tất cả mọi người đều bàn luận ẩm ý, mỗi một đều hừ lạnh. Nhiều người trồng thuốc như vậy cũng không nhìn ra chứng bệnh, ngươi một kẻ còn chưa đầy 20 tuổi, có thể nhìn ra cái gì? Thực sự nói khoác không biết ngượng. Tiết vườn chủ cũng sững sờ, nhướng mày, nghi ngờ nhìn qua, ngươi lẽ nào nhìn ra cái gì? Đúng là nhìn ra được một chút, chỉ có điều, khả năng còn có vài chuyện, cần thiết vườn chủ phối hợp. Người thanh niên nói, phối hợp, nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ đi làm. Tiết vườn chủ gật đầu, tuy rằng ý nghĩ giống như mọi người, đối với người trước mắt này không ôm hy vọng quá lớn, nhưng vẫn muốn cố gắng một chút. Tốt lắm, người thanh niên có chút ngượng ngùng, xấu hổ cười. Người có thể hay không, Đánh hai quyền để cho ta xem một chút không? Đánh quyền." Tiết Vườn chủ ngẩn người. Những người khác cũng xứng sờ ngay tại chỗ. Vốn tưởng rằng sẽ có yêu cầu gì, không nghĩ tới là bảo Tiết Vườn chủ đánh quyền. "Ngươi không phải đến kiểm tra địa mạch linh đằng sao? Đánh quyền làm gì?" Nghe thế nào giống như đùa giỡn khỉ. "Đánh hai quyền, ta ném quả đào cho ngươi." "Làm càn, dám đem vườn chủ ra tiêu khiển. Đâm đầu vào chỗ chết." "Xôn xao." mấy con em trẻ tuổi của thế gia trồng thuốc, sông tới. Tiết vườn chủ là nhân vật lớn ngay cả ở vạn quốc thành cũng có danh tiếng, còn là vườn chủ vườn thuốc đứng đầu. Mở miệng bảo nàng đánh hai quyền, giống như đùa giỡn. Người đây là có ý khiêu khích sao? Các vị không vội, khẳng định có chỗ hiểu lầm. Lư chạm không thể tiếp tục kìm chế được, đi lên phía trước. Vị trương huynh này có thể là danh sư tứ tinh, đừng nói những người này, cho dù là ra ra, cũng không dám đắc tội hiểu nhầm có thể có hiểu nhầm gì trị liệu cho địa mạch linh đằng cùng tiết vườn chủ đánh quyền có quan hệ gì một người thanh niên bực bội nói điều này lư trạm cũng không hiểu nguyên nhân không nhịn được nhìn về phía người thanh niên trước mắt trương sư đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra a à, ta đã nhìn ra gốc cây địa mạch linh đằng này xuất hiện chứng bệnh muốn xác nhận một chút tiết vườn chủ chỉ cần đánh hai quyền để cho ta xem là được người thanh niên nói người này dĩ nhiên chính là trương huyền mắt minh lý nghiên cứu hồi lâu cho ra kết luận giống như mọi người gốc cây linh đằng này không có bệnh rơi vào đường cùng lúc này hắn mới đụng vào một chút thông qua đồ thư quán quả nhiên khiến cho hắn nhìn ra được điểm không thích hợp ngay sau đó hắn lại liên tục sờ mấy gốc dược liệu phát hiện cũng có tình hình tương tự trong lòng hắn xuất hiện một suy đoán lúc này mới đưa ra yêu cầu như vậy trương sư nghe được cách xưng hô tất cả mọi người đều nhướng mày đúng vị trương huynh này là một vị danh sư nếu hắn làm như vậy khẳng định có đạo lý của mình lư chạm vội hỏi danh sư mọi người sửng sốt đồng thời nhìn qua nếu là danh sư e ngại thân phận cũng không có khả năng ăn nói lung tung hồ ngôn loạn ngữ hơn nữa danh sư nhìn người thi triển võ kỹ là chuyện thường xảy ra chỉ là tất cả đều có chút không rõ cái đó cùng địa mạch linh đằng sinh bệnh có quan hệ gì? Được, biết đối phương là danh sư, Tiết phường chủ tuy rằng cũng tò mò mục đích của đối phương, vẫn gật đầu một cái. Trong cơ thể có khí tức phát ra dao động, chân khí ngang dọc, một quyền đánh ra. Đùng. Không khí ở dưới một quyền của nàng phát ra tiếng nổ mãnh liệt, giống như sấm rền. Mọi người xung quanh chỉ cảm thấy gió mạnh đập vào mặt, thiếu chút nữa bị thổi lật ngã. Tuy chỉ là một quyền rất bình thường, nhưng điều động lực lượng thiên địa tự nhiên, không khí cũng có thể bị ép nổ. Chỉ một điểm này, vô số cường giả hóa phàm tứ trọng đỉnh phong cũng làm không được. Thảo nào có thể khiến cho triệu minh chủ kiêng kỵ như vậy? Thực lực của vị tiết vườn chủ này, quả thật đáng sợ. chương 904, người là heo sao? Hai, như vậy có thể được chứ? Một quyền đánh xong, tiết vườn chủ thu quyền đứng lại, yên tĩnh nhìn qua. Ừ, Trương Huyền lên tiếng, giống như là xác định chuyện gì, không nhịn được lắc đầu. Hắn lại nhìn qua, trên mặt lộ vẻ đồng tình nói không nên lời. Vấn đề chứng bệnh địa mạch linh đằng của nàng, ta đã hoàn toàn biết được. Chỉ có điều, trước đó ta muốn hỏi nàng một câu. Tất cả đám người tiết vườn chủ đều đồng loạt nhìn qua. Bọn họ nhiều người như vậy nghiên cứu lâu như vậy, cũng không biết. Vị danh sư trước mắt này, chỉ liếc mắt thoáng nhìn vườn chủ đánh quyền, lại khẳng định xuống. Thật hay giả vậy? Tất cả đều dựng lỗ tai lên, rất sợ nghe sót điều gì. Ngay sau đó liền nghe được giọng nói mang theo tiếng của người thanh niên vang lên. "Ngươi là heo sao?" Phụt, Tiết Vườn chủ thoáng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa nổ tung. "Ngươi nói cái gì?" Ầm ầm, khí tức trên người giống như dầu sôi thiêu đốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun mạnh ra ngoài. Nàng là cường giả nổi danh vạn quốc thành, Vườn chủ vườn thuốc thành Tây cho dù ngươi là danh sư, trực tiếp nói lời sỉ nhục, cũng không được. Hắn nói tiết vườn chủ là heo. Không phải nói danh sư rất đáng tin, không có khả năng ăn nói lung tung, hồ ngôn loạn ngữ sao. Ta cũng không biết. Những người khác đứng ở một bên vây xem, từng người cũng trợn to hai mắt, thiếu chút nữa thì phát điên mất. Trực tiếp mắng tiết vườn chủ là heo, lá gan của người này không phải lớn bình thường. Quả thực có thể nói là vô pháp vô thiên tới cực điểm lư chạm cũng thiếu chút nữa không cắn đầu lưỡi. Vừa sờ loạn đập loạn, nói ngươi là danh sư, còn có thể chu toàn trở về. Hiện tại mắng ngay trước mặt, chu toàn thế nào? Sớm biết rằng người này mãnh liệt như thế, lại không làm quen với hắn. Lúc này thì hay rồi, chọc cho tiết vườn chủ giận dữ, sau đó cũng không biết vườn chủ có thể trách tội đến trên người lư ra hay không. Tống siêu đi theo phía sau đoàn người, dự định tùy thời đổi linh thạch trung phẩm trở về, cũng cứng đờ hắn là danh sư tứ tinh năng lực quan sát rất tốt tiết vườn chủ tuy rằng chỉ thể hiện ra một chiêu lại có thể nhìn ra thực lực siêu cường chiến lược vô cùng đừng nói là hắn cho dù trưởng lão tông môn có thể thắng được cũng không nhiều nói cường giả như vậy là heo lá gan của trương sư này vẫn thật là lớn biểu tình của mỗi người không giống nhau chỉ có điều tất cả đều cảm thấy người trước mắt này có phải điên rồi hay không không cần phải gấp hãy nghe ta nói hết đã. Khóe mắt nhìn thấy của tiết vườn chủ cũng sẽ động thủ bất cứ lúc nào, Trương Huyền cũng không nóng nảy, mà thần sắc thản nhiên khoát tay áo, ngón tay chỉ vào đất chống cách địa mạch linh đằng không xa. Nếu như ta không nhìn nhầm, người chắc hẳn thường ở chỗ này tu luyện. Không sai, tiết vườn chủ gật đầu, chỉ có điều lửa giận chưa tiêu tan, hình như nếu không phải bởi vì thân phận của đối phương là danh sư, khẳng định đã sớm một tát đánh chết. Trong ruộng thuốc, bởi vì có vô số linh dược ở chỗ này tu luyện tâm thần yên tĩnh dễ dàng đột phá hơn ý của ngươi địa mạch linh đằng xuất hiện loại tình huống này có liên quan tới việc ta tu luyện lông mày nhíu lại một cái tiết vườn chủ bực bội nói đâu chỉ có liên quan đến quả thực chính là liên quan cực lớn trương huyền lắc đầu ta hiện tại nói cho ngươi biết nguyên nhân căn bệnh gốc cây địa mạch linh đằng này thật ra không có bệnh cũng không có bị sâu bệnh càng không có các loại tập kích chết héo, mà là mất đi linh tính và hồn phách. Linh tính hồn phách, tất cả mọi người sướng sờ ở tại chỗ. Vạn vật có linh, dược liệu linh cấp, giống như linh binh, cũng có linh tính của riêng mình. Địa mạch linh đằng làm trí bảo của vườn thuốc, nếu như không có loại đặc trưng này, làm thế nào có thể phân phối những vật phẩm cần thiết qua cho mỗi một gốc cây dược liệu chứ? Trương Huyền nói, mọi người gật đầu, trình độ sinh mạng đạt được linh cấp, không chỉ binh khí có linh, thực vật, dược liệu cũng có. Cái gọi là linh dược, lại cũng như vậy. Chính là bởi vì loại linh tính này, mới có thể phát sinh bài xích đối với chân khí của người tu luyện không phù hợp, thậm chí dẫn đến cái chết, mới có thể nghe được ca múa có khả năng trưởng thành, mới có thể phân biệt ra tấm thân xử nữ. Không có linh tính, địa mạch linh đằng lại giống như mất đi thứ quan trọng nhất, tự nhiên sẽ mang theo tử khí, cũng sẽ chết bất cứ lúc nào. Linh dược mất đi linh tính, Giống như người không có linh hồn, rất nhanh chết đi Đây là sự thật, nhưng cùng tiết vườn chủ tu luyện có quan hệ gì? Mọi người nghi ngờ Nếu như ta không nhìn nhầm, tiết vườn chủ dừng lại ở hóa phàm tứ trọng trọc thanh cảnh Chỉ ít 7, 80 năm Không trả lời câu hỏi, Trương Huyền nhìn qua 87 năm, tiết vườn chủ gật đầu 87 năm đều bị dừng lại tại chỗ, muốn không đột phá, đó là giả Nhưng hóa phàm ngũ trọng hợp linh cảnh là cửa ải khó khăn đầu tiên trong hóa phạm cửu trọng cần linh hồn hoàn toàn dung hợp tự nhiên làm được hợp linh giống như một mới có thể đột phá tiết vườn chủ vẫn không thành công không phải thiên phú không tốt mà là linh hồn bị tổn thương trương huyền nói ngươi ngươi làm sao biết được tiết vườn chủ sửng sốt toàn thân cứng đờ vừa rồi nàng vẫn vô cùng tức giận dự định giết chết người này nghe nói như thế chân khí tích tụ trên người tiêu tan chấn động kinh ngạc nói không nên lời. Linh hồn nàng quả thật bị tổn thương, nếu không, dựa vào thiên phú, khẳng định đã sớm đột phá, sao có thể còn bị dừng lại 87 năm? Chỉ là, chuyện này là cơ mật của nàng, chưa bao giờ nói qua cùng người nào. Người trước mắt này làm thế nào nhìn ra được? Không quan tâm ta làm thế nào biết được, nàng biết linh hồn bị hao tổn, không có cách nào đột phá, lại không nản lòng giống như những người khác mà là hy vọng thông qua thủ đoạn khác để bù đắp vết thương. Không biết từ nơi nào nhận được tin tức, nghe nói linh tính trong linh dược có thể bổ sung, vì vậy lại chuẩn bị vườn thuốc này, nuôi trồng dược liệu, không vì bán ra, chỉ vì hấp thu linh tính trong đó, bổ sung linh hồn mình. Ý nghĩ tuy tốt, đáng tiếc ngay từ lúc đầu lại đi nhầm phương hướng. Linh tính của thực vật nếu như có thể bổ sung cho người, chẳng phải người người đều có thể tu luyện tới hợp linh cảnh sao? Trương Huyền Yên Tĩnh nhìn qua trong ánh mắt mang theo biểu tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thân là đại tông sư trồng thuốc, làm bạn với linh dược lâu như vậy, chưa từng nhìn thấu điểm ấy. Không phải heo, là cái gì? chương 905, trị liệu linh đẳng 1. Ta, sắc mặt tiết vườn chủ đỏ lên, muốn tức giận, lại nói không ra lời. Làm vườn chủ vườn thuốc đứng đầu vạn quốc thành, lĩnh ngộ đối với dược liệu, tuyệt đối không kém gì lưu lão, lưu lão, thậm chí còn có phần hơn. Chính vì vậy, sau khi biết được nàng đối với địa mạch linh đằng cũng không có cách nào, mọi người không dám lên tiếng trả lời. Linh dược, linh khí, tuy rằng đều có, linh, nhưng với linh hồn của con người lại hoàn toàn khác nhau. Nghe nói qua linh dược đặc biệt có thể tẩm bổ linh hồn, nhưng chưa từng nghe qua, hấp thu linh tính trong đó, có thể bổ sung hồn phách bị hao tổn. Hai bên bản chất khác nhau, thật giống như con hổ đói bụng, bảo nó ăn cỏ giống như con dê núi, làm sao có thể. Điều này, mọi người xung quanh đều giật mình nhìn qua. Tiết vườn chủ ở trong mắt bọn họ, lại là người trồng thuốc, làm sao có thể phạm phải loại sai lầm này. Thảo nào, mấy năm nay trồng nhiều dược liệu như vậy, cũng không bán ra. Thậm chí Minh chủ phủ mua cũng không cho, hóa ra nguyên nhân ở chỗ này. Nàng mong chờ linh tính của dược liệu có thể bổ sung linh hồn, tất nhiên càng nhiều càng tốt. Một khi bán ra, dược liệu giảm bớt, loại linh tính này cũng lại tự nhiên vì vậy mà ít đi đối với người tu luyện mà nói chỉ cần có thể đột phá hợp linh cảnh tốn cái giá lớn hơn nữa cũng đáng chỉ là những thứ này đều là cơ mật người này làm thế nào biết được mọi người quan sát lâu như vậy cũng không phát hiện ra vấn đề của địa mạch linh đằng càng không nghĩ tới tiết vườn chủ muốn làm như vậy người này chỉ sờ dây leo và mặt đất một chút lại nhìn một bộ quyền pháp liền biết có cần khoa trương như vậy hay không đám người lưu trạm và tống siêu cũng trợn tròn mắt biết hắn là danh sư, nhưng không nghĩ tới lại lợi hại như vậy. Sau khi tiết vườn chủ vào cửa, ta đã nhìn qua. Chân khí trong cơ thể tinh thuần, lực lượng 10 phần. Nhìn tuổi tác, chắc hẳn là cũng mới qua 100. Nữ nhân đều yêu thích bảo dưỡng. Dựa theo tình huống bình thường, thực lực như vậy, lại thêm tuổi tác, diện mạo sẽ không có giả nuôi như thế mới đúng. Trừ khi, có biến cố đặc biệt nào đó. Trương Huyền không dừng lại, mà là thản nhiên nhìn qua, tiếp tục nói. Vì vậy, ta cẩn thận quan sát, vừa rồi nàng thi triển quyền pháp, nếu như không nhìn nhầm, là đại nhật quyền, cứng rắn mạnh mẽ chính đại, lực lượng 10 phần. Bộ quyền pháp này, dựa theo tuyến đường vận chuyển bình thường, chân khí chắc hẳn là từ bách tâm huyệt tuôn ra. Nàng lại để cho nó vòng qua khoảng cách 1 phần 5, từ trương tâm huyệt tuôn ra. Cường giả hóa phàm tứ trọng, đối với tu luyện từ lâu khống chế thành thạo. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một loại khả năng, đó chính là tuệ minh huyệt bị hao tổn, khiến cho nàng không có cách nào chính xác công nhận sự sai biệt rất nhỏ giữa các huyệt đạo. Tuệ minh, hiểu thông tuệ là những một trong huyệt đạo quan trọng của linh hồn hoàn chỉnh. Nếu nó bị hao tổn, linh hồn bị hao tổn cũng là chuyện đương nhiên. Về phần gốc cây địa mạch linh đằng này, các vị đều quan sát qua, không có chứng bệnh, không có sâu bệnh, nhưng đã rơi vào tình trạng héo rũ. Thuốc và kim châm cứu không có tác dụng, lúc mới bắt đầu, ta không nghĩ tới là linh tính bị hấp thu. Mãi đến khi nhìn thấy được mặt đất nơi Tiết vườn chủ tu luyện. Nói đến đây, Trương Huyền đưa ngón tay chỉ. Mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy chỗ Tiết vườn chủ vừa tu luyện, cỏ xanh cao lên có thể thấy được, có vẻ xanh mượt, so với nơi khác mọc cũng muốn tốt hơn rất nhiều. Cỏ xanh chỗ này mọc tốt hơn so với nơi khác, vừa so sánh, mọi người liếc mắt là có thể nhìn ra tu luyện tập trung linh khí lại, thực vật sinh trưởng tươi tốt cũng có thể hiểu được. Chỉ có điều, các ngươi nhìn cái này liền hiểu. Đi tới trước mặt, Trương Huyền đưa tay về phía bụi cỏ. Vù. Bụi cỏ giống như là nhìn thấy chuyện đáng sợ, không gió tự lay động, đều tránh né. Những có thanh hoa bình thường nhất, trên mặt đất khắp nơi đều có, là không có linh tính. Mà bây giờ, chúng lại có thể tránh né bàn tay của ta. Bởi vậy có thể phán đoán chính là có người hấp thu linh tính của thuốc tiết ra, khiến cho những cây cỏ bình thường nhất cũng ẩn chứa năng lực tránh giữ tìm lành. Trương Huyền khẽ cười, nhìn thấy được những điều này, suy nghĩ tiếp, cũng lại thuận lý thành trương. Điều này, không hổ danh là danh sư, năng lực quan sát thật mạnh. Nghe được giải thích, tất cả mọi người đều bội phục không thôi. Sớm nghe nói danh sư có năng lực quan sát kinh người, am hiểu từ manh mối nhìn ra vấn đề. Hiện tại xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ dựa vào một bộ quyền pháp, một mảnh cỏ xanh, lại đoán được chứng bệnh của địa mạch linh đằng, biết vấn đề trong tu luyện của tiết vườn chủ. Không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối không thể tin được. Điều này, tống siêu nuốt nước miếng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Đối phương phân tích nhịp nhàng ăn khớp, không có bất kỳ vấn đề gì. Những cái này nói thì đơn giản, trên thực tế lại khó như lên trời. Cho dù hắn là danh sư tứ tinh, cũng làm không được. Thậm chí, không chỉ hắn, ngay cả lão sư của hắn, trưởng lão tông môn, chỉ sợ cũng không có khả năng chỉ dựa vào quan sát một chút, lại suy đoán ra những điều này. Căn cứ từng chút vết tích, tìm ra nguyên nhân, lấy điểm suy diễn ra đường, lấy đường suy diễn ra mặt, lấy mặt suy diễn ra toàn bộ, còn không có sai. Người này mở quẻ sao? Cho dù danh sư Ngô Tinh cũng rất khó làm được. Chẳng lẽ, vị trước mắt này là vị danh sư Ngô Tinh? thảo nào hắn liên tục vài lần đều bị sư ngôn thiên bẩm mê hoặc, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Hiện tại hắn mới hiểu được, so sánh với vị trương huyền này, hắn còn kém xa. Xem ra cái linh thạch trung phẩm này không thể trở lại. Nếu thật sự qua đòi, ta sợ, ngay cả những linh thạch hạ phẩm này cũng không bảo vệ nổi. Vẻ mặt hắn chán nản. Đi một lần bị mê hoặc một lần, hắn lo lắng đi đòi cái linh thạch trung phẩm này không thành, tài phú trên người thật vất vả tích góp được, cũng sẽ bị lục soát tạo sạch sẽ, một cái lông cũng không còn sót lại. Thôi đi, tốt nhất mang cái quan tài này về, nếu may mắn khiến cho trưởng lão cao hứng, còn có thể bù đắp tổn thất. Thấy được thủ đoạn của Trương Huyền, Tống Siêu thật sự sợ hãi. Chỉ có điều, ở sâu trong nội tâm hắn cũng thật sự bội phục không thôi. Chỉ dựa vào một chút manh mối, lại suy luận ra những điều này. Không hổ danh là danh sư có thể mê hoặc hắn mọi người chấn động kinh ngạc, thân thể tiết vườn chủ cũng run rẩy loạn, có chút không dám tin tưởng. Phương pháp này ta xem được ở trong một quyển sách cổ. Mấy năm nay, thương tổn linh hồn cũng thực sự chữa trị được một ít. Trước đây linh hồn bị hao tổn, bị kết luận cả đời vô vọng với hợp linh cảnh. chương 906, trị liệu linh đằng 2. Nàng không tin ta, tìm đọc vô số sách cổ, cuối cùng ở trong một quyển sách tìm được phương pháp này, hấp thu linh tính của dược liệu, bổ sung linh hồn mình. Tuy rằng trong lòng nàng cũng có nghi ngờ, nhưng đối với nàng mà nói, đây là biện pháp không có cách nào. Lại nói, mấy năm nay nàng kiên trì không ngừng, hồn phách bị tổn thương, cũng thực sự khôi phục không ít. Khôi phục một ít, Trương Huyền lắc đầu. Cách hoàn chỉnh có phải còn kém rất xa hay không? Nàng còn có thể sống thêm một lần 87 năm sao? Tiết vườn chủ thoáng lảo đảo một cái. Cường giả hóa phàm cảnh tuổi thọ có hạn, hơn 100 tuổi tự nhiên đã quá nửa, nàng có thể sống một lần 87 năm, nhưng lần thứ hai. Cho dù chữa trị được cũng đợi không được. Vậy, chữa trị còn có ý nghĩa gì? Ta sai rồi. Cho tới nay, nàng đều nghĩ làm thế nào khôi phục linh hồn bị tổn thương, sau đó trùng kích hợp linh cảnh, hiện tại mới hiểu được, tất cả cố gắng đều một mộng. Hợp linh cảnh, dĩ nhiên cả đời vô vọng. Lắc đầu, toàn thân nàng trong nháy mắt giống như là già yếu hơn 10 tuổi. Trước đây thoạt nhìn như khoảng 50 tuổi, hiện tại giống như bà lão 7, 80 tuổi. Thấy bộ dạng này của nàng, tuy rằng trong lòng mọi người có chút ưu tư, nhưng cũng biết không có cách nào ngăn cản. Niềm tin kiên trì suốt hơn 80 năm, thoáng cái bị đâm phá, đổi lại thành ai cũng sẽ không chịu nổi. Trương sư, lại có phương pháp nào cứu chữa gốc cây địa mạch linh đằng này không? Không biết qua bao lâu, Tiết vườn chủ hòa hoãn, nhìn về phía người thanh niên trước mắt, nếu đối phương liếc mắt có thể nhìn ra vấn đề có thể lại có biện pháp trị liệu nàng không có hy vọng đột phá cũng sẽ không dẫy dụa nữa nhưng vườn thuốc này theo nàng hơn phân nửa cuộc đời nàng không hy vọng mất đi lúc này nàng quanh năm ở chỗ này tu luyện cắn nuốt linh tính của nó hiện tại gốc cây linh đằng này chỉ là một thứ trống rỗng muốn khiến cho nó khôi phục khó khăn chỉ có điều cũng không phải không có cách nào có khả năng cần phải tiêu tốn một ít giá lớn Trương Huyền nói. Đổi lại thành trước khi đi tới mộ vu hồn, hắn đối với linh hồn không hiểu nhiều, loại thực vật bị cắn nuốt linh tính này, cứu chữa như thế nào, hắn vẫn thật không biết. Nhưng hiện tại có được tất cả tri thức của mặc hồn sinh, hiểu biết đối với linh hồn rất nhiều. Cho dù linh tính của địa mạch linh đằng bị hủy diệt, hắn cũng có thể trị liệu. Chỉ có điều tốn thêm chút thủ đoạn mà thôi. Chỉ cần có thể cứu sống, tốn giá lớn thế nào, ta cũng nguyện ý. Nghe thấy còn có thể cứu được, tiết vườn chủ vội vàng nhìn qua. Những người khác cũng đồng loạt nhìn qua. Linh dược mất đi linh tính, cũng có thể cứu chữa. Cho dù bọn họ là người trồng thuốc, cũng chưa từng nghe qua, đều muốn học tập một chút. Thật ra nói trắng ra thì rất đơn giản, đó chính là Chiết cây Trương Huyền nói Chiết cây Mọi người có chút nghi ngờ Làm người trồng thuốc, chiết cây cũng không xa lạ gì Chính là lấy nhánh hoặc mần của một loại thực vật chiết đến trên rễ hoặc cây của một loại thực vật khác, khiến cho hai bộ phận tiếp xúc cùng một chỗ trưởng thành trở thành một cây hoàn chỉnh. Rất nhiều giống linh dược mới đều nghiên cứu ra được như vậy. Không sai, thực vật có thể chiết cây, linh tính cũng có thể. Trương Huyền cười khẽ, chỉ cần tìm kiếm một gốc cây khác chứa mầm địa mạch linh đằng có linh tính hoàn chỉnh, chiết đến trên gốc cây linh đằng này, dựa theo trưởng thành, linh tính trên mầm cây sẽ dung hợp trong đó, hình thành một sự đồng nhất mang mầm có linh tính chiết đến trên gốc dây leo này một khi sống sẽ dung hợp làm một chỉ là dựa theo tốc độ dung hợp bình thường thời gian không mấy chục năm rất khó hoàn thành nếu quả thật chờ lâu như vậy ta sợ cả vườn thuốc của nàng đã sớm chết sạch muốn cái tốc độ này nhanh hơn cần phải tiêu tốn cái giá không phải lớn bình thường chiết linh tính cây nói thì đơn giản làm rất khó đầu tiên phải làm thế nào chuyển mầm có linh tính hoàn chỉnh tới ngoại trừ vu hồn sư ra tay, không có phương pháp khác. Thứ hai, thời gian dung hợp, vẫn phải nghĩ biện pháp khiến cho nó không bài xích. Thật giống như đoạt xác, cho dù lúc này địa mạch linh đẳng giống như vô hồn kim nhân, không hồn phách, một mầm có linh tính, đã muốn hoàn chỉnh cắn nuốt lấy thân thể lớn như vậy, cũng rất khó. Giống như con kiến muốn kéo xe ngựa, muốn khiến cho loại linh tính yếu ớt này, nhanh chóng trưởng thành, không bỏ ra một ít giá phải trả là không có khả năng. Cần gì, ta đây liền chuẩn bị. Tiết Vườn chủ cắn răng. Địa mạch linh đằng chết, toàn bộ dược liệu trong vườn thuốc đều sẽ chết, tổn thất chỉ biết sẽ lớn hơn nữa. Một gốc cây địa mạch linh đằng non, 50 gốc cây dược linh dược liệu vốn có 100 năm, 10 thùng nước không có nguồn. Trương Huyền nói ra những thứ cần thiết một lần. Nghe đến mấy cái này, mọi người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt khó coi. Thảo nào trước đó đã nói là cái giá phải trả lớn, quả nhiên là như thế đổi lại thành gia tộc bình thường, sợ rằng lấy cũng không lấy ra được, càng đừng nói tới cứu chữa một gốc cây thực vật. Được, ta đây liền chuẩn bị. Nghe xong vật phẩm, lông mày Tiết vườn chủ cũng thoáng giật. Chỉ có điều, đối với tài sản của nàng mà nói, còn có thể tiếp nhận được. Không vội, nàng đang định đi chuẩn bị vật phẩm, liền nghe được giọng nói của người thanh niên tiếp tục vang lên. Lại đi chuẩn bị một gốc cây hoa trầm tình, 500 năm trở lên. Nếu như còn có linh thạch trung phẩm, càng nhiều càng tốt. Chương 907, cỏ tình hồn phát triển thành công. 1. Hoa trầm tình, được. Tiết Vườn chủ gật đầu, ngay sau đó sắc mặt có chút xấu hổ. Linh thạch trung phẩm, chỗ của ta chỉ có một khối. Hoa trầm tình vườn thuốc này của nàng quả thật có mấy gốc. Năm lớn nhất đã đạt được 700 năm, có thể lấy ra. Chỉ là linh thạch trung phẩm, cho dù nàng là cường giả hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, cũng chỉ có một khối. Loại linh thạch cấp bậc như vậy, chỉ có huyễn vũ đế quốc mới có tư cách lưu thông. Liên minh vạn quốc lưu thông lại linh thạch hạ phẩm mà thôi. Toàn bộ vương thất cũng không lấy ra mấy cái, càng chưa nói tới nàng. Chỉ có một khối, một khối cũng được. Trương Huyền gật đầu. Hắn muốn hoa trầm tình, là vì chế tạo cỏ tình hồn, thuộc về tư tâm. Linh thạch trung phẩm cũng không cần. Muốn cho thực vật linh tinh yếu nhanh chóng tăng trưởng, linh thạch trung phẩm linh khí tinh thuần ắt không thể thiếu chỉ dựa vào linh thạch hạ phẩm phát động thời gian chỉ sợ cũng phải kéo rất dài ta hiện tại liền chuẩn bị tiết vườn chủ vội vã xoay người rời đi thời gian không lâu nàng đi trở về thứ trương huyền nói đối người khác mà nói muốn làm được hết khó khăn càng thêm khó khăn không mất thời gian mấy tháng gần như không khả năng nhưng làm vườn thuốc đứng đầu vạn quốc thành dược liệu cần bên trong vườn cơ bản đều có tìm ra được lại đơn giản thậm chí ngay cả một gốc cây địa mạch linh đằng non nàng cũng tìm tới ta chỉ liệu cần phải tuyệt đối thanh tịnh vẫn mong thiết vườn chủ dẫn mọi người ra ngoài nhìn thấy được đồ đã chuẩn bị đầy đủ hết trương huyền khoát tay áo chiết linh tính cần thủ đoạn của vu hồn sư tuy rằng loại chức nghiệp này đã thất truyền cho dù thi triển có thể nhận ra cũng không nhiều nhưng cẩn thận vẫn là thỏa đáng hơn vâng Tiết vườn chủ cũng biết rất nhiều thủ đoạn là bí mật độc nhất vô nhị, không ít cường giả là không muốn biểu diễn cho người khác xem. Lúc này nàng gật đầu, dẫn theo mọi người xoay người rời khỏi ruộng thuốc. Thấy mọi người đi sạch, Trương Huyền lúc này mới thở ra một hơi. Hắn nhìn cây non linh đằng trước mắt, tinh thần thoáng động, phu hồn ra khỏi thân thể, bắt đầu trị liệu. Trương Sư thế nào lại đi lâu như vậy, còn chưa có đi ra. Người nói hắn có thể mua được hoa trầm tình sao. Bên trong phòng khách, Triệu Phi Vũ, Kim Tòng Hải đi qua đi lại không ngừng, thường xuyên nhìn ra ngoài. Chỉ có người trồng thuốc hoặc danh sư mới có thể tiến vào ruộng thuốc. Bọn họ làm vì tùng, không có cách nào tiến vào, chỉ có thể ở đây chờ đợi. Ai biết một lần chờ chính là hai, ba canh giờ. Hiện tại trời tự nhiên đã tối đen, còn không thấy người đi ra, trong lòng vô cùng sốt ruột. Chắc hẳn là có thể chứ, hắn lại là trương sư kim tòng hải có chút do dự nói từ khi biết người thanh niên này tới nay bất kể chuyện gì chỉ cần hắn đi làm đều có thể dễ dàng hoàn thành khiến người ta cũng có chút nghi ngờ người này còn có cái gì không biết năng lực của trương sư ta biết chỉ là tiết vườn chủ tính cách cổ của quái ta đã sớm nghe nói ngay cả mặt mũi phụ vương cũng không cho hiện tại địa mạch linh đằng lại xảy ra vấn đề khẳng định càng nôn nóng lúc này muốn ở chỗ nàng mua dược liệu tuyệt đối sẽ không dễ dàng Ta sợ, Trương sư vừa mở miệng, đối phương chẳng những không đồng ý, còn có thể đuổi hắn ra ngoài. Tuy rằng bội phục bản lĩnh của Trương sư, nhưng Triệu Phi Vũ vẫn còn có chút lo lắng. Vị tiết vườn chủ này, ngay cả phó vương của nàng, Minh chủ Liên Minh Vạn Quốc cũng không để vào mắt. Tâm tình tốt, còn dễ nói, bỏ ra cái giá đủ lớn, lại nói tốt một chút, có lẽ còn có thể mua được. Nhưng bây giờ, địa mạch linh đang nửa chết nửa sống, tâm tình rơi vào đáy cốc độ khó mua dược liệu sợ rằng sẽ khó khăn lên gấp mấy lần chỉ sợ trương sư nói còn chưa nói đối phương lại phái người đuổi ra ngoài loại chuyện như vậy trước đây cũng không phải chưa từng phát sinh qua sứ giả của minh chủ phủ chính là bị đuổi đi như vậy điều này thật sự có khả năng kim tòng hải sửng sốt cũng lộ ra lo lắng nhìn ý tứ của trương sư đối với hoa trầm tình là tình thế bắt buộc thật sự không được vẫn nên trở lại khẩn cầu phụ vương đứng ra. Phụ vương ra mặt, tiết vườn chủ chắc hẳn là, không đến mức từ chối. Lại đợi một hồi, vẫn thấy không có động tính gì, triệu phi vũ không nhịn được nói. Nói cho cùng, ngay cả nàng cũng không có tự tin quá lớn. Nếu như mặt mũi phụ vương nàng có tác dụng, trước đây sứ giả cũng sẽ không bị đuổi ra ngoài. Tiết vườn chủ tự nắm giữ thực lực cao cường, dầu muối không nhận. Cho dù nàng rất có mưu trí, cũng cảm thấy đau đầu, không có biện pháp nào. Trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả mưu lược đều vô dụng. Chỉ có thể như thế, mau nhìn kìa, có người tới. Kim Tòng Hải gật đầu, cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Hắn đang muốn nói tiếp, đột nhiên sửng sốt, chỉ về phía trước. Bên ngoài phòng khách, một bóng người đã đi tới. Là Trương Sư. Chính là Trương Huyền đi tới trước. Không cần suy nghĩ, nhất định là bị đuổi ra ngoài thấy một mình hắn xuất hiện, Triệu Phi vũ cười khổ một tiếng. Nàng và Kim Tòng Hải hai người sốt ruột vội vàng nghênh đón. Trương Sư, người đi ra, không có mua được hoa trầm tình đừng lo. Ta trở lại sẽ bẩm báo Phụ Vương, để cho Phụ Vương đứng ra, giúp người mua. Đi tới trước mặt, thấy sắc mặt của người thanh niên thoáng lộ ra một chút tái nhợt, có vẻ có khí nhưng vô lực, chắc là nhận sỉ nhục và áp bức, Triệu Phi vũ vội vàng an ủi một câu. Đúng vậy, Tiết vườn chủ luôn luôn nổi danh tính cách cổ quái. Ngươi đừng nóng giận. Kim Tòng Hải cũng vội vàng nói. Ách! chương 908, cỏ tình hồn phát triển thành công. Hai! Trở lại một câu còn chưa kịp nói, đã bị hai người an ủi. Trương Huyền dở khóc dở cười, đang muốn giải thích, liền nghe được phía sau có những tiếng bước chân rồn dập truyền đến. Tiết vườn chủ và những người khác vội vã đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Thấy vẻ mặt những người này sốt ruột, Kim Tòng Hải vội vàng ngăn cản trước mặt Trương Huyền và công chúa. Trương Sư, ở đây có 100 gốc cây dược liệu khoảng 500 năm, là một chút tâm tạ ý. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi, vườn thuốc thành tây ta là bằng hữu vĩnh viễn của ngươi. Chỉ cần Trương Sư cần, tùy liền mở miệng, dược liệu chỗ của ta có thể lấy ra, trực tiếp cung cấp miễn phí. Không để ý tới Kim Tòng Hải đầy khẩn trương, tiết vườn chủ đi tới trước mặt Trương Huyền đột nhiên khom người bái thật sâu, đưa đến một chiếc nhẫn chữ vật, nói. Bằng hữu vĩnh viễn, cung cấp miễn phí. Nhìn thấy được tiết vườn chủ tính cách cổ quái, ngay cả mặt mũi minh chủ phủ cũng không cho, vừa đến lại cung kính cúi đầu, còn đưa vật tới, triệu phi vũ, kim tòng hải đồng thời trợn tròn mắt. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Người này không phải giàu muối không nhận sao? Thế nào, đột nhiên giống như một đệ tử lại cung kính cúi đầu, lại còn đưa đồ tới. Vừa so sánh với trương sư, Thủ đoạn trồng thuốc của chúng ta, yếu nhỏ đến đáng thương. Nhờ có trương sư, nếu không, gốc cây địa mạch linh đằng này, lại không có hy vọng sống lại. Đang kỳ quái rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, liền nghe được trong đoàn người có tiếng bàn luận vang lên. Trương sư, trị bệnh cho bụi cây địa mạch linh đằng kia. Hiểu được, hai người nhìn nhau, đồng thời phát điên. Vừa rồi trương sư và Lưu Trạm nói chuyện phiếm, bọn họ đều nghe được một người ngay cả trồng thuốc là gì cũng không biết, qua chữa trị cho địa mạch linh đằng thế ra trồng thuốc cũng không có cách nào trị được. Thế nào lại có cảm giác chuyện này không đáng tin như thế? Trương sư không chỉ mua được hoa trầm tình, còn khiến cho Tiết vườn chủ tự mình đưa tiến ra khỏi vườn thuốc, thậm chí công bố sau này miễn phí tất cả dược liệu cung cấp. Còn trị được cho địa mạch linh đằng. Tại Minh chủ phủ, Triệu Minh chủ nghe nữ nhi và Kim Tòng Hải báo cáo, trợn tròn hai mắt, trong lòng khiếp sợ thật lâu không thể bình tĩnh lại. Ngồi khoanh chân ở gian phòng, Trương Huyền nhìn chầm chầm vào đóa hoa màu đỏ thấm trước mắt. Hoa trầm tình tươi 700 năm. Địa mạch linh đằng, có đầy đủ thủ đoạn dược liệu và vu hồn sư, chữa trị tốt không tính là quá khó khăn. Thông qua chiết cây, khiến cho dây leo một lần nữa có linh tính, tiết vườn chủ tất nhiên ngàn ơn vạn tạ. Lần này hắn đi vườn thuốc, mục đích chủ yếu chính là hoa trầm tình. vật tới tay, hắn lại không có bất kỳ dừng lại nào, dẫn theo hai người triệu phi vũ trở lại nơi ở được chuẩn bị cho hắn đó là một phủ đệ không lớn cách minh chủ phủ rất gần hộ vệ người hầu nhà hoàn đầy đủ cả cũng lại tiết kiệm cho tôn cường lại đi tìm tới nơi an bài yêu thần thú nghỉ ngơi trương huyền liền trực tiếp tiến vào gian phòng của mình lấy gốc dược liệu này ra ngoài dẫn hồn ra khỏi thân thể tinh thần thoáng động một hồn phách rõ ràng từ huyệt đạo phun mạnh ra ngoài Trương Huyền vẫy bàn tay một cái, thân thể đi tới trước mặt đóa hoa. Cỏ tình hồn, là trận pháp khắc lên ở trên thực vật có thể ẩn chứa ấn ký linh hồn, tập trung linh hồn. Sau đó lấy linh hồn cung cấp lực lượng, khiến cho nó nhanh chóng tăng trưởng. Nhẩm lại phương pháp bồi dưỡng cỏ tình hồn ở trong đầu một lượt, ánh mắt Trương Huyền rơi vào trên đóa hoa trước mắt. Hoa trầm tình tuy rằng thuộc về linh dược, nhưng không có linh tính của mình, bởi vậy có thể dễ dàng dung nạp lực lượng linh hồn của Vu hồn sư. Nếu không, đổi lại thành có dược liệu có linh tính, linh hồn khác một khi đụng vào, lập tức tán loạn, cũng không có hiệu quả tỉnh hồn. Vô. Hồn lực chuyển động, một lực lượng cường đại bao quanh đóa hoa trước mắt. Cả đóa hoa thông thả thay đổi dáng vẻ và hình thái. Tu luyện xong công pháp Phu Hồn Thiên Đạo, hắn chỉ dựa vào lực lượng linh hồn, dĩ nhiên đạt được hóa phàm nhị trọng đỉnh phong, so với tu vi chân khí mạnh hơn không ít. Phương pháp bồi dưỡng cỏ tỉnh hồn tuy rằng không dễ dàng, nhưng dựa vào hồn lực của hắn hiện tại, vẫn có thể dễ dàng làm được. Liên tục ba ngày, hắn không bước chân ra khỏi gian phòng. Cuối cùng thời điểm ngày thứ tư, đóa hoa màu đỏ tươi trước mắt, ong, một tiếng, nhẹ nhàng thoáng lắc một cái, biến thành một gốc cây non trắng nõn. Cỏ tình hồn phát triển thành công. Sau này mỗi ngày sử dụng linh hồn tẩm bổ, một, hai tháng lại mới có thể trưởng thành. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu tuy rằng phát triển hoa trầm tình thành cỏ tình hồn, nhưng bây giờ còn là cây non, không thể trực tiếp sử dụng. Chỉ có điều hắn cũng không nóng nảy, tối đa thời gian một, hai tháng là có thể phát triển trưởng thành. Đến lúc đó, tạo ra thành hương tình hồn, lại có thể cứu sống lộ trùng, giải quyết một tâm nguyện. Ba ngày nay hắn vẫn trốn ở trong phòng sử dụng hồn lực, khiến cho toàn thân hắn từ trên xuống dưới cũng có chút mệt mỏi dã rời. Linh hồn trở về vị trí cũ, lấy ra linh thạch trung phẩm lừa gạt được từ trong tay Tống Siêu, hấp thu một hồi, hoàn toàn khôi phục, lúc này hắn mới ra khỏi phòng. Bên ngoài mặt trời trên cao chiếu xuống, hắn còn chưa đi ra khỏi sân, đã thấy Tôn Cường đi tới. Thiếu gia, Tô sư và Lăng sư tới, nói muốn gặp thiếu gia. Tô sư Tô Phàm, Lăng sư Lăng Vũ Hằng, chính là hai vị danh sư tứ tinh ban đầu ở Thiên Vũ Vương quốc mời hắn tới tham gia thi đấu danh sư. Bọn họ làm sao biết được ta tới nơi này?" Trương Huyền thoáng sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu. Sau khi mình đi tới Vạn Quốc Thành, không những không có che giấu tung tích, còn chạy đến vườn thuốc thành Tây giải quyết vấn đề của địa mạch linh đằng. Danh sư Đường làm tồn tại trấn áp một phương, điều tra ra tin tức cũng không kỳ quái. Trước đó từng nói qua, chỉ cần vừa đến Vạn Quốc Thành lại đi tìm bọn họ. Lúc này tới mấy ngày chưa từng đi danh sư Đường, bọn họ lại ngồi không yên, tìm tới đi qua xem một chút. Suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra, cũng không nói nhiều, Trương Huyền nhấc chân đi về phía phòng khách. chương 909, tuyển chọn thi đấu 1. Đi vào phòng khách, quả nhiên thấy Tô Sư, Lăng Sư ngồi ở trên vị trí của khách. Thấy hắn đi tới, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải mấy ngày qua chuyện vườn thuốc huyên náo đến mức sôi sùng sục, bọn họ căn bản không biết vị trương sư này đã tới. Khách lần lượt ngồi xuống, Tô Sư nhìn qua, trong mắt mang theo sự chờ mong. Không biết, Dương Sư có thể cũng tới Vạn Quốc Thành hay không? Ban đầu ở Thiên Vũ Vương Quốc, Dương Sư chỉ điểm hắn đột phá tiểu thuần Dương Công thất chuyển, do đó thực lực tăng lớn. Đến bây giờ, trong lòng hắn vẫn tồn tại sự cảm kích. Sở dĩ lần này hắn đỏ mắt mong chờ chạy tới, tìm Trương Huyền tham gia thi đấu danh sư, chỉ là một trong những nguyên nhân đó. Quan trọng hơn chính là còn muốn bái kiến vị ân nhân này một chút đây chính là danh sư siêu cấp vô cùng có khả năng vượt qua lục tinh. Nếu không, gặp một danh sư nhị tinh mà thôi, không cần hai người tự mình qua. Gia sư, thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta cũng không biết đi nơi nào. Trương Huyền nói, gia sư chính là bản thân hắn, ở vương quốc nhỏ lừa gạt một chút, lại phiền toái như vậy. Ở chỗ này một khi ngụy trang không tốt bị bắt cho hiện hình, lại xong đời. Dựa vào danh hiệu danh sư cao đồ, người khác còn có thể kiêng kỵ vài phần nếu như biết hắn căn bản không có cái gọi là lão sư phiền phức khẳng định theo nhau đến nghe dương sư không ở đây tô sư lắc đầu có chút thất vọng chỉ có điều hắn lập tức điều chỉnh xong ngày hôm nay ta và lăng sư tới tìm ngươi là có chuyện muốn nhờ tô sư mời nói trương huyền gật đầu là như vậy trước đó chúng ta mời ngươi tham gia thi đấu danh sư không biết dương sư có nói hay không Tô sư nói, ban đầu ở Thiên Vũ Vương quốc, bọn họ đề cập qua một lần, chỉ có Điều Trương Huyền nói ba phải cái nào cũng được, là Dương sư thay mặt hắn đáp ứng. Tuy rằng tin tưởng Dương sư nhất định sẽ căn dặn, nhưng hắn vẫn phải sớm nói rõ ràng cho thỏa đáng. Gia sư nói với ta, chỉ cần lấy được quán quân, sẽ có phần thưởng linh thạch trung phẩm. Yên tâm, ta sẽ đáp ứng. Trương Huyền gật đầu. Khụ khụ. Đồng thời bị nước bọt sặc một cái vẻ mặt tô sư, làng sư bất đắc dĩ. Quán quân, người thật sự dám nghĩ. 28 chỗ thế lực, cường giả vô số, mỗi một người đều thiên tài siêu cấp kinh tài tuyệt diễm nhất. Người tuy rằng thiên tư rất tốt, dù sao tu vi và tuổi tác đều kém quá nhiều. Mục đích tìm ngươi chỉ là muốn có thể đạt được thứ hạng sát đầu một chút. Đứng thứ 10 cũng chưa từng nghĩ tới, còn nói quán quân. Chỉ có thể nằm mơ suy nghĩ một chút. Là như vậy, thi đấu danh sư, là thi tài của những thiên tài đứng đầu nhất trong 28 chỗ thế lực. Liên minh vạn quốc chúng ta, năm nay may mắn làm chủ nhà. Khang đường chủ hy vọng có thể thu được thứ hạng tốt, cho nên. Từ các nơi triệu tập mấy vị thiên tài cao cấp nhất, muốn sớm tỉ thí một chút, chọn ra hai thành viên tham gia thi đấu. Do so dự một chút, Tô Phạm nói ra mục đích. Sớm so tài. Đúng, tất cả trưởng lão tổng cộng đề cử 6 người. Tô Sư nói làm chủ nhà thi đấu danh sư lần này, Khang Đường chủ mới kế nhiệm vô cùng coi trọng, hy vọng có thể vượt qua thứ hạng trước đây, bởi vậy ra lệnh cho tất cả trưởng lão từng người lưu ý. Chính là nguyên nhân như vậy, tốt Sư, Lang Sư mới đỏ mắt mong chờ vào tới Thiên Vũ Vương quốc mời. Chỉ có điều, toàn bộ danh sư đường, trưởng lão không chỉ có hai người bọn họ. Những người khác cũng có đề cử của từng người, tổng cộng chọn lựa ra sáu người được đề cử. Vị trí của Trương Huyền, vẫn là do hai người phí miệng lưới cực lớn mới lưu lại. Nếu không, chỉ dựa vào thân phận danh sư nhị tinh của hắn, làm gì có cơ hội cùng các thiên tài khác cạnh tranh. Ý của các ngươi là bảo ta tiến hành tuyển chọn nội bộ danh sư đường liên minh trước. Trương Huyền hiểu được. Đúng, thi đấu danh sư, mỗi thế lực tối đa chỉ có thể có hai người tham gia. Sáu người được đề cử, tự nhiên phải lựa chọn bớt một chút mới có khả năng trọng điểm đào tạo, tranh thủ có ở trong thời gian không đến 2 tháng, khiến cho lý giải của người đó đối với danh sư, tăng thêm một tầng. Tô sư nói, muốn đạt được thứ hạng tốt, lại phải gấp rút huấn luyện. Cho dù chỉ là lâm trận mới mài gươm, 2 tháng cũng có thể tạo được hiệu quả nhất định. Nghe xong giải thích, Trương Huyền hiểu được. Thi đấu danh sư là một ngày hội long trọng lớn nhất của Liên minh Vạn Quốc cùng với 27 chỗ thế lực tương đương. Cho dù tô sư, lăng sư hết lòng, cũng không có khả năng dễ dàng lấy được vị trí đại biểu liên minh cho hắn. Dù sao, hắn từ vương quốc nhỏ tới, từ khi quật khởi đến bây giờ, chỉ có khoảng 3 tháng mà thôi. Có người nghi vấn là vô cùng bình thường. Biết chuyện gì xảy ra, Trương Huyền ngược lại cũng không thấy có vấn đề gì. Hắn cũng muốn tham gia một chút, thuận tiện xem thiên tài ở liên minh vạn quốc rốt cuộc lợi hại tới mức nào. Chuyện của Lộ Trùng giải quyết xong, lại phải tu luyện nhanh hơn, nhanh chóng trùng kích cảnh giới danh sư. Nếu không, trước 30 tuổi, không đạt được danh sư cửu tinh, thai độc tiên thiên phát tác, tất cả đều uổng công. Xem qua vô số sách, biết danh sư không chỉ phải có thực lực và bản lĩnh của sư, danh cũng rất quan trọng. Không có, danh, làm thế nào xứng với hai chữ, danh sư. Mà muốn danh tiếng nhanh chóng tăng cao, tham gia thi đấu chính là cách tốt nhất. Lại nói, hiện tại nâng cao thực lực, không chỉ cần có vô số bí tịch hình thành công pháp thiên đạo, quan trọng hơn chính là có đầy đủ linh thạch trung phẩm. Chỉ dựa vào hắn lừa dối, có thể có được khẳng định có hạn. Nếu có thể ở trong thi đấu danh sư một tiếng cất lên khiến ai nấy đều kinh ngạc, còn muốn thu thập linh thạch, khẳng định sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nghĩ thông suốt những điều này, cũng không có gì lại giàu dĩ nữa, Trương Huyền hỏi. Tuyển chọn các ngươi nói, khi nào thì bắt đầu. Dựa theo ý của Khang Đường Chủ, mấy ngày hôm trước đã muốn bắt đầu. Chỉ là ngươi vẫn không xuất hiện, hai người chúng ta nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Hiện tại người đã tới, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Nghe người thanh niên trước mắt này vẫn không từ chối, tô sư, lăng sư đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ khuyên can mãi, mới kéo dài thời gian tuyển chọn ra mấy ngày. Nếu như vị trước mắt này không đi tham gia, vậy thật sự phiền toái. chương 910, tuyển chọn thi đấu 2. Ở danh sư đường sao? Trương Huyền nói, ừ, hai người gật đầu vậy lại đi qua xem một chút trương huyền đứng dậy nếu phải tham gia không có gì phải do dự ách thấy hắn nhanh như vậy lại muốn qua hai người lại cười khổ trương sư tạm thời không vội để cho ta nói cho ngươi nghe về mấy người tham gia tuyển chọn để ngươi có một sự chuẩn bị tâm lý lại đi qua cũng không muộn năm người này có ba người là người của danh sư đường vạn quốc thành danh tiếng lớn nhất là nhược hoan công tử quân nhược hoan bốn công tử lớn đứng đầu vạn quốc thành, học sinh thân truyền của Khang Đường Chủ. Năm nay 29 tuổi, thời gian đầu năm, sát hạch danh sư tứ tinh thành công, đã là một vị danh sư tứ tinh sơ kỳ. Trương Huyền gật đầu, thiên tài siêu cấp tứ tinh sơ kỳ, hắn cũng đã gặp, chính là vị tống siêu kia. Người này tuy rằng ở trước mặt hắn thoạt nhìn đần đần, trên thực tế làm loại danh sư cấp bậc như vậy, bất kể năng lực quan sát hay thiên phú, đều cực kỳ kinh người vị quân nhược hoan này có thể giống như hắn, đủ thấy không đơn giản. Người thứ hai, học sinh thân truyền của hải trưởng lão danh sư đường, phó tiếu trần, phó sư. Hai năm trước đã được đánh giá là danh sư tam tinh đỉnh phong, vẫn không sát hạch. Đẳng cấp cụ thể thế nào, ai cũng không biết, chỉ có điều, theo ta quan sát, so với nhược hoan công tử, không kém hơn chút nào. Hai người này danh tiếng lớn nhất, cũng có tính uy hiếp nhất trong lần chọn lựa này. Ba người còn lại, một người trong đó là học sinh của phùng trưởng lão. Hai người còn lại giống như ngươi, cũng do các trưởng lão khác tuyển chọn ra từ vương quốc phía dưới. Tất cả đều không tới 30, cũng là danh sư tam tinh đỉnh phong. Tô sư nhanh chóng nói một lượt về tình huống của năm người. Tệ nhất cũng là tam tinh đỉnh phong. Trương huyền líu lưỡi. Danh sư chưa đầy 30 tuổi, ở hiên viên vương quốc, có thể có một nhị tinh cũng không tệ. Ở chỗ này, thoáng cái tìm ra năm người, thậm chí còn có tứ tinh. Không hổ danh là địa phương vạn quốc liên hợp, rất nhiều vương quốc, rất phồn hoa, là chỗ trung tâm nhất. Đúng vậy, chỉ có điều, người cũng không cần lo lắng. Đẳng cấp danh sư của người tuy rằng không bằng bọn họ, nhưng ánh mắt và kiến thức đều hoàn toàn không yếu. Chắc là có hy vọng giành thắng lợi. Cho rằng hắn đánh mất lòng tin, tô sư an ủi một câu. Nếu không biết biểu hiện của hắn ở danh sư đường của thiên vũ vương quốc, hai người tuyệt đối không thể liều mạng đề cử dù sao, danh sư nhị tinh so với những người này, thật sự chênh lệch quá nhiều. Danh sư so tài, đều có nội dung gì? Trương Huyền đầy nghi ngờ nhìn qua. Loại thi đấu này, hắn là từ trong miệng hai người nghe được. Quy định cụ thể, một chữ hắn cũng không biết. Trước đó hắn xem qua sách, cũng có rất ít giới thiệu về loại này. Người không biết, đồng thời sửng sốt, hai người có phần muốn phát điên. Dương sư chưa nói qua sao, ở thiên vũ vương quốc bọn họ lại nói với dương sư muốn hắn tham gia thi đấu danh sư vốn tưởng rằng làm lão sư sẽ sớm chỉ điểm tiến hành chỉ đạo nếu thật sự như vậy có một vị danh sư vượt qua lục tinh chỉ điểm tỷ lệ thắng lợi sẽ tăng lên không ít ai biết lâu như vậy vị trương sư này thậm chí ngay cả so tài cái gì cũng không biết được rõ ràng có nhầm hay không hai người sở dĩ kiên trì để cho vị trương huyền này đi tham gia thi đấu chấn động kinh ngạc trước biểu hiện của hắn chỉ là một điểm. Quan trọng hơn chính là tin tưởng vào năng lực của Dương sư. Nếu Dương sư đáp ứng, chắc chắn sẽ không để cho học sinh của hắn ném người. Nhưng bây giờ, Trương sư ngay cả điều này cũng không biết, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Gia sư chưa bao giờ nói qua. Trương Huyền nói. Nghe được hắn xác nhận, hai người không khỏi trợn trừng mắt. Dương sư là trái tim quá lớn, hay là có tự tin tuyệt đối đối với học sinh của mình? Tô sư lắc đầu, chỉ đành có chút bất đắc dĩ mở miệng. Thi đấu danh sư, sát hạch chính là năng lực tổng hợp của danh sư. Mỗi lần đều không giống nhau, chỉ có điều, cơ bản đều xuất phát từ yêu cầu cơ bản của danh sư. Mức độ tâm cảnh, tu vi thực lực, dạy sách giáo dục người, lý giải đối với tu vi, chỉ điểm chỗ sơ hở chỗ thiếu hụt. Thật ra có chút cùng loại với sát hạch danh sư, chỉ là càng nghiêm khắc hơn. Yêu cầu đối với thời gian cũng càng cao hơn. Sát hạch danh sư, chỉ cần hoàn thành một loại kiểm tra ở trong vòng thời gian quy định là được. Danh sư so tài, ai hoàn thành thời gian ngắn nhất, người đó lại giành được thắng lợi. Trương Huyền hiểu được, so đấu thi đua kiếp trước, lấy thời gian luận anh hùng. Cùng là 100 thước, giáp chạy 10 giây, bất chạy 3 ngày, tự nhiên giáp thắng lợi. Dưới yêu cầu của thời gian, áp lực tăng lớn, tâm cảnh sẽ rất khó bảo đảm viên mãn giống như một. Danh sư vốn rất lợi hại, lấy không được thứ hạng tốt, cũng không phải là số ít. Lại giải thích vài câu, lúc này Trương Huyền mới có hiểu biết nhất định đối với cái gọi là thi đấu danh sư. Thi đấu danh sư, thật ra nói trắng ra là chính là thi đấu năng lực tổng hợp của danh sư, do đó lựa chọn ra người mạnh nhất. Chỉ cần các loại cơ sở đều vững chắc, thời điểm so tài, cũng không cần quá mức khiếp sợ. Đây cũng chính là nguyên nhân Tô sư, Lăng sư không ngại cực khổ, đặc biệt chạy tới Thiên Vũ Vương quốc tìm hắn đi danh sư đường, thi đấu tuyển chọn, tuy rằng nội dung sát hạch không có khả năng tương đương với thi đấu danh sư thật sự, chắc hẳn cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Lần này là khang đường chủ đích thân ra đề mục, trải qua một lần, lại có kinh nghiệm đối với thi đấu. Giới thiệu thi đấu xong, Tô Sư nói. Ừ, Trương Huyền gật đầu, căn dặn tôn cường một tiếng, đi theo phía sau lưng hai người đi về phía danh sư đường. Trương 911, Khang Đường Chủ 1 danh sư đường ở vạn quốc thành là tổng bộ của cả liên minh thiên viên vương quốc thiên vũ vương quốc là danh sư đường vương quốc phía dưới đều sẽ bị khống chế chỗ này cách vị trí minh chủ phủ không tính là quá xa thời gian đi không lâu lại đi đến trước mặt kiến trúc nguy nga hùng vĩ điện phủ khí thế huy hoàng tiến vào đại sảnh liền thấy một bức tượng cực lớn trong tay cầm cuốn sách nhìn về phía trước trong ánh mắt mang theo ý trách trời thương người khiến người ta xem một chút tâm thần lại yên tĩnh, tạp niệm không sinh. Thiên nhân khổng sư, Dương mắt nhìn lại, trong đại sảnh không ít người đều mặc trường bào. Tùy tiện nhìn lại, có trên trăm người. Nhiều danh sư như vậy sao? Trương Huyền líu lưỡi. Có thể mặc trường bào, tất nhiên đều là danh sư trải chia sát hạch huy hiệu. Không quan tâm cấp bậc như thế nào, nhiều người như vậy cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Phải biết rằng, hắn xuất thân Thiên Huyền Vương quốc, nhưng ngay cả một vị danh sư cũng không có ở đây tùy tiện nhìn một cái lại có trên trăm người trong đó còn không thiếu nhị tinh không hổ danh là nơi vạn nước tập trung trung tâm giao lưu văn hóa đáng sợ quảng trường bên ngoài danh sư đường mỗi một tháng đều có một vị danh sư tứ tinh công khai giảng bài không ít danh sư đều hâm mộ tiếng tâm đến trong những danh sư này phần lớn đều không phải là người của vạn quốc thành tô sư nói vạn quốc thành người tu luyện cường đại, nhất định có quan hệ tới chiếm ưu thế về địa lý. Quan trọng hơn chính là, có danh sư cấp bậc cao hơn. Loại danh sư mở đường giảng bài này, bán ra ngọc phú chương trình học, có thể chỉ điểm tu vi chuẩn xác hơn, khiến cho người tu luyện tiến bước tốt hơn. Có thể nói, nếu như vạn quốc thành không có danh sư đường này, tuyệt đối không thể có nhiều cao thủ hóa phàm cảnh như vậy. Trương Huyền gật đầu, quan sát xung quanh. Ở đây không chỉ danh sư nhiều, đến đây học tập nghe giảng, cũng không phải là số ít. Xung quanh đại sảnh khắp nơi đều là vô số tĩnh thất. Chỉ cần ra giá, có thể bất cứ lúc nào tiếp nhận chỉ đạo một với một. Đương nhiên, danh sư cấp bậc càng cao, giá càng cao. Hơn nữa hẹn gặp cũng càng thêm phiền phức. Dù sao, cho dù ở chỗ này, đạt được danh sư cấp bậc tứ tinh, tổng cộng cũng lại nhiều như vậy, không có khả năng mỗi ngày đều thanh nhàn đến khắp nơi chỉ điểm cho người khác. Ngoại trừ tĩnh thất, cũng có một vài phòng học cỡ lớn, không ít người tu luyện, xuất thân có hạn, không thể làm gì khác hơn là cùng những người khác tập trung lại, lên giảng đường nghe giảng. Như vậy hiệu quả so với một kèm một có thể kém hơn rất nhiều, lại có thể tiết kiệm không ít. Đây là một loại phương thức được người tu luyện yêu thích nhất. Chương trình học nhập môn tông sư của Hoàng thần danh sư Nhị Tinh, vẫn thiếu hai người, có báo danh không? Một bạch danh sư tam tinh giảng giải trí tôn hậu kỳ rèn luyện chiến đấu hàng ngày, thiếu ba người. 5 khối linh thạch hạ phẩm, lớp học nhỏ 10 người. Đi vào trong phòng, có thể nhìn thấy được không ít người dơ bảng, trên đó viết tên và cấp bậc danh sư, cùng với thời gian và nội dung truyền thụ, mời người tu luyện khác gia nhập. Rất nhiều người có vấn đề tương đồng trên tu luyện, sau khi nhìn thấy được, sẽ báo danh gia nhập, sau đó tập hợp thành đội đi học. Tuy rằng người lên lớp, cũng có thể giảng giải nội dung cho người khác nghe, nhưng không có sư ngôn thiên bẩm đặc biệt của danh sư, mức độ tâm cảnh làm cho người tin phục, cho dù cũng là ngôn ngữ tương tự, cũng không được hiệu quả tương đồng. Nếu không, mọi người nghe xong bài giảng chỉ dựa vào kể lại, lại có thể tạo được tác dụng của danh sư, danh sư cũng sẽ không được người tôn trọng, không thể thay thế như vậy. Quốc gia cấp bậc càng cao, địa vị danh sư cũng lại càng cao. Ở vạn quốc thành, đạt được tứ tinh, cho dù minh chủ cũng phải đối xử cung kính, không dám đắc tội. Tô sư vuốt râu cười nói: trong giọng nói mang theo sự tự hào. Danh sư được xưng là chứng nghiệp đứng đầu thiên hạ, nhận vô số chức nghiệp bái phục, đạt được cấp bậc tứ tinh, đã tính là long phượng trong người, khiến người ta ngước mắt nhìn theo. Ừ, Trương Huyền gật đầu. Danh sư địa vị cao quý được tôn sùng, điểm ấy hắn cũng biết. Nếu không phải là bởi vì có thân phận này chống đỡ, rất nhiều biểu hiện kinh người của hắn đã sớm bị người bắt tới cắt miếng nghiên cứu. Chính bởi vì mọi người biết hắn là danh sư lại có một vị lão sư siêu cấp, mới cho rằng rất nhiều chuyện đều là đương nhiên. Nếu có một vị danh sư vượt qua lục tinh chỉ điểm, rất nhiều chuyện không khiến cho người ta kinh ngạc, không ngoài dự đoán của mọi người, ngược lại làm cho người kỳ quái. Danh sư, địa vị cao, trách nhiệm cũng lớn, năm đó Khổng sư lưu lại quy định, phải làm tấm gương sáng cho người khác, có dạy không phân loại. Mấy năm nay, danh sư đường phát triển đến các phương quốc, lực lượng chỉnh thể của mỗi tộc nhân cũng thật sự có biến hóa thay ra đổi thịt tô sư nói tiếp trong lòng hắn tự hào nhưng cũng biết đây không phải là vốn liếng để khoe khoang mà là một loại trách nhiệm danh sư chỉ điểm thiên hạ mục đích cuối cùng không phải là địa vị của mình cao hơn mà là muốn người người như rồng chỉ có chỉ điểm cho học sinh vượt qua mình mới là chuyện vinh dự nhất đúng vậy trương huyền lên tiếng dựa theo lý giải đối với danh sư càng sâu hắn cũng càng có loại cảm giác này. Có đôi khi, học sinh tiến bước lớn, ở sâu trong nội tâm hắn cảm giác vui sướng, mà không phải là đố kỵ. Đây là, sư, không giống với bất kỳ nghề nghiệp nào. Được rồi, không nói những điều này nữa. Thi đấu tuyển chọn, phải thông qua đường chủ mới có khả năng tiến hành. Bây giờ chúng ta lại dẫn người đi thấy khang đường chủ. Tô sư lắc đầu, không nói thêm gì nữa, sắc mặt ngưng trọng căn dặn. Khang đường chủ, xem như là một trong những thiên tài lợi hại nhất trong trăm năm qua ở danh sư đường chúng ta, danh sư tứ tinh đỉnh phong, tính tình ngay thẳng, làm việc kỹ lưỡng. Thích hậu bối phải thực tế khiêm tốn, một lát nữa gặp, khiêm tốn nghe theo giáo huấn, ngàn vạn lần không nên nói bậy. Nếu không, chọc giận hắn, vị trí này khả năng lại không bảo vệ nổi. Khang đường chủ so với hắn và lăng sư tuổi còn nhỏ hơn, là học sinh thân truyền của đường chủ một đời trước. Vì vị trí này, Hai người bọn họ lại trả cái giá rất lớn, ngàn vạn lần không thể xuất hiện sai sót. Yên tâm đi, ta luôn luôn khiêm tốn. Trương Huyền gật đầu. Ngươi vẫn khiêm tốn. Chương 912, Khang Đường chủ hai. Tô sư, Lang sư bất đắc dĩ một hồi. Ngươi làm những chuyện kia, danh sư đường cũng không phải không điều tra ra được. Sát hạch danh sư, cũng phá hỏng danh sư đường, ở nghiệp đoàn y sư xông đến trong phòng tường phương thuốc, ép buộc hội trưởng nghiệp đoàn người ta thoái vị. Khoảng thời gian trước đi tới Hồng Hải Thành, xông vào lưu thương khúc thủy, khiến cho dám bảo các thiếu chút nữa đóng cửa. Đến nghiệp đoàn trận pháp sư, lại hủy đi tường của người ta đi. Những chuyện này, có một chuyện nào khiến cho người ta bớt lo? Còn không biết xấu hổ nói với chúng ta, rất khiêm tốn. Người nếu như khiêm tốn, trên thế giới tất cả mọi người khiêm tốn tới đất dưới. Khủ khủ, gặp khang đường chủ, chúng ta sẽ thay người nói vài lời. Người cố gắng hết mức ít nói đi, mục đích của người bây giờ là điều chỉnh trạng thái thật tốt, nghênh đón trận thi đấu lớn tuyển chọn một lát nữa. Lăng sư không nhịn được căn dặn. Ừ, Trương Huyền gật đầu, không cho hắn nói, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Ba người vừa đi vừa tán gẫu, rất nhanh đi tới bên ngoài một gian phòng. Tô trưởng lão, lăng trưởng lão. Một người thanh niên canh giữ ở ngoài cửa, ôm quyền khom người. Khang Đường chủ có ở nhà hay không?" Tô sư nói. "Đường chủ ở bên trong, mời đi bên này." Biết đối phương là trưởng lão, còn là danh sư Tứ tinh, người thanh niên cũng không ngăn cản, đi trước dẫn đường. Gian phòng cực kỳ rộng rãi, khác hẳn với chỗ của các danh sư khác. Sát tường đặt không ít sách, bày đầy đủ loại sách, một người trung niên gương mặt nghiêm túc đang đứng ở bên cạnh giá sách, cầm một quyển sách tùy ý lật xem. "Đường chủ tô trưởng lão, lăng trưởng lão cầu kiến. Người thanh niên bước lên trước. Ừ, các ngươi đã tới, tùy tiện ngồi đi. Người trung niên ngẩng đầu liếc mắt nhìn, mỉm cười. Trương Huyền đưa mắt nhìn lại. Người trung niên này thoạt nhìn mặc dù không có lớn tuổi như tô sư, lăng sư, lại cho người ta một sự uy nghiêm cường đại. Loại cảm giác này không khác biệt với khi đối mặt cùng triệu minh chủ, thậm chí còn có phần hơn. Nhất là đôi mắt, đen tới loa mắt, lập lòe ánh sáng trí tuệ, cho người ta một loại cảm giác bất kỳ ngụy trang nào cũng có thể nhìn thấu. Mức độ tâm cảnh sợ rằng không thua kém 14.0. Trong lòng hắn thầm dùng mình, danh sư cấp bậc càng cao, mức độ tâm cảnh cũng lại càng cao. Cơ bản ba vạch độ là một cấp bậc, danh sư tứ tinh, mức độ tâm cảnh sẽ đạt tới 12.0. Danh sư ngũ tinh, lại là 15.0. Bình thường tứ tinh, vạch độ sẽ giữa 12 đến 15. Chỉ có điều, tâm cảnh cực kỳ khó tu luyện, danh sư bình thường, cho dù đạt được tứ tinh, cơ bản cũng đều ở khoảng 12. Thật giống như Tống Siêu trước đó đã gặp, mức độ tâm cảnh chỉ có 12.0, bởi vậy dễ dàng bị sư môn thiên bẩm của hắn mê hoặc không có lực phản kháng. Cho dù Tô Sư, lang sư loại nhân vật siêu cường này đã sớm đạt được danh sư tứ tinh, cũng chỉ có khoảng 13. Vị đường chủ này nhìn, trực tiếp đạt được ngoài 14.0 loại mức độ tâm cảnh này, còn có tuổi tác của hắn, chỉ cần không ngã xuống, trùng kích danh sư ngũ tinh, tuyệt đối là chuyện ván đã đóng thuyền. Chắc hẳn cao hơn so với ta một ít. Trải qua hai lần sách thiên đạo, hai lần trời thừa nhận danh sư và một lần chữ sư luyện tâm, hiện tại mức độ tâm cảnh của Trương Huyền dĩ nhiên đạt tới 14.1, cũng vượt qua cửa ải lớn 14 này. Chỉ có điều, xem ra so với vị trước mắt này, vẫn kém hơn một ít không biết có thể sử dụng sư ngôn thiên bẩm mê hoặc hắn hay không. Đột nhiên, trong đầu hắn có một ý nghĩ xông ra. Trước khi đi mộ vu hồn, vạch tâm cảnh của hắn cũng lại 12.1, cao hơn tống siêu khoảng 0.1, lại đồng dạng có thể mê hoặc hắn. Nói cách khác, nắm giữ thân phận danh sư được trời thừa nhận này làm chỗ dựa, có thể dễ dàng khiến người ta tin tưởng hơn, dễ dàng thi triển sư ngôn thiên bẩm hơn. Hiện tại trải qua hai lần danh sư được trời thừa nhận, Mức độ tâm cảnh cho dù thấp hơn so với đối phương, cũng không kém bao nhiêu. Có thể sử dụng phương pháp tương tự mê hoặc hay không? Chỉ có điều, muốn thi triển sư ngôn thiên bẩm, đầu tiên phải nói có chứng cứ, nói có đạo lý không chê vào đâu được mới được. Đối phương không thi triển võ kỹ, vừa không có chỗ sơ hở, chỗ thiếu hụt, muốn mê hoặc thành công rất khó. Tuy rằng trong lòng xuất hiện ý nghĩ này, nhưng Trương Huyền cũng không cho rằng có thể thành công sư ngôn thiên bẩm là chỉ giảng giải nội dung nhắm thẳng vào tu luyện chân ý, không có sai lầm chút nào. Không biết trạng thái tu luyện, chỗ thiếu hụt của đối phương, nếu muốn chỉ điểm, gần như không có khả năng. Đối phương thực lực hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, lấy năng lực quan sát hiện tại của hắn căn bản không có cách nào nhìn thấu. Không thi triển vũ kỹ, lại không dùng được thiên đạo đồ thư quán, muốn biết chỗ thiếu hụt gần như không có khả năng. Những ý nghĩ này lóe lên ở trong đầu liền biến mất, ngay lập tức chỉ thấy tô sư bước lên trước, giới thiệu mình. Đường chủ, vị này chính là trương sư chúng ta đã nói với ngươi. Lại là danh sư nhị tinh các ngươi nói phá vỡ mấy loại kỷ lục ở thiên vũ vương quốc, thiên tài tuyệt đỉnh, nguyện ý lấy lực sinh mạng tiến cử sao. Tiện tay để quyển sách lên bàn, người trung niên khang đường chủ ngồi ở chủ vị, ngẩng đầu nhìn lại về phía trương huyền. Đúng, tô sư, lang sư đồng thời gật đầu. Hóa phàm nhất trọng đỉnh phong, cử chỉ không mạch lạc, vừa nhìn đã biết không tu luyện qua võ kỹ gì. Đây chính là thiên tài siêu cấp các ngươi nói tới. Liếc mắt nhìn Trương Huyền, Khang Đường chủ nhướng mày. Chương 913, 3 vấn đề 1. Vì đề phòng người khác nghi ngờ chân khí thiên đạo, Trương Huyền không che giấu tu vi. Bởi vậy, chỉ cần là người tu luyện đều có thể nhìn ra, chỉ có thực lực hóa phàm nhất trọng đỉnh phong. Khang Đường chủ làm danh sư tứ tinh đỉnh phong là tồn tại mức độ tâm cảnh đạt được ngoài 14.0, muốn nhìn ra tự nhiên vô cùng đơn giản. Hơn nữa, cường giả tu luyện võ kỹ, tay chân đều sẽ lưu lại vết tích. Trong khi đi lại, cũng sẽ lơ đãng cho thấy thói quen nào đó. Người thanh niên trước mắt này hoàn toàn không có những đặc điểm này, trái lại nhất cử nhất động không có bố cục gì, giống như chưa từng tu luyện qua. Làm sao có thể là thiên tài? Danh sư, vô địch trong cùng cấp bậc, cũng không phải chỉ đơn giản có thể nhìn ra chỗ thiếu hụt, chỗ sơ hở của chiêu số, quan trọng hơn chính là khống chế của bản thân đối với chân khí, võ kỹ cũng đạt được dày công tu luyện. Một người ngay cả võ kỹ chưa từng tu luyện mấy, được xưng là thiên tài, còn muốn đại biểu danh sư đường của vạn quốc thành tham gia thi đấu danh sư, có chút quá trò đùa. Thực lực của Trương sư tuy rằng thấp một chút, nhưng lĩnh ngộ đối với danh sư đã đạt được cảnh giới sâu sắc. Nghe Đường chủ vừa mở miệng lại đầy nghi vấn, tô sư vội vàng giải thích. Lĩnh ngộ, khuôn mặt khang đường chủ trầm xuống. Tô trưởng lão, chúng ta tuyển chọn chính là nhân tài, là phải tham gia thi đấu danh sư, làm người cũ ở danh sư đường, người nên biết đối thủ là gì, có dạng năng lực thế nào. Cũng khó trách hắn tức giận, tô sư, lang sư hai vị trưởng lão, lấy mạng đảm bảo, tranh thủ vị trí này, vốn tưởng rằng là một thiên tài lợi hại tới mức nào. Không nghĩ tới, tu vi chỉ có hóa phàm nhất trọng đỉnh phong, hơn nữa võ kỹ cũng không mấy tu luyện. Thực lực như vậy, làm thế nào có thể ở trong danh sư tứ tinh trổ hết tài năng? Thi đấu danh sư, tuy rằng sát hạch không phải đều là thực lực, nhưng thực lực cũng là một phần trong đó. Cảnh giới của bản thân mình không tốt, lại làm thế nào chỉ điểm cho người khác? Cho dù có thể nói ra, cũng trên giấy bản binh, giống như lục bình không có dễ, không có bất kỳ giá trị tham khảo nào. Ta biết, nhưng sắc mặt tô sư cuống lên. Không nhưng nhị gì cả, dẫn đi. Khang đường chủ khoát tay. Đường chủ đừng có vội vàng đưa ra quyết định. Lăng sư tiến lên một bước. Tu vi của trương sư bây giờ, tuy rằng chỉ có hóa phàm nhất trọng đỉnh phong, nhưng... Người cũng biết lần trước thời điểm chúng ta nhìn thấy là loại thực lực nào không? Hơn 20 ngày trước. Khang đường chủ nâng mí mắt lên. Hai vị trưởng lão này là khoảng một tháng trước đi xuống, trở về cũng không quá hơn 10 ngày, đúng hạn suy tính, khoảng cách lần trước nhìn thấy vị trước mắt này cũng không hơn 20 ngày. Ừ, lăng sư gật đầu, loại thực lực nào? Khang đường chủ nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái. Chừng 20 ngày, cho dù tu luyện nhanh, từ hóa phàm nhất trọng trung kỳ, tu luyện tới đỉnh phong, lại như thế nào? Cách thi đấu danh sư, chỉ có hai tháng, thiên phú lại nghịch thiên, trùng kích hóa phàm nhị trọng cũng không tệ, còn có thể như thế nào tông sư hơn hai mươi ngày trước thời gian lần đầu tiên nhìn thấy trương sư hắn mới là tông sư cảnh lang sư vội hỏi phụt một miệng nước trà phun ra khang đường chủ trợn tròn mắt võ giả bát trọng tông sư đua gì vậy chừng hai mươi ngày từ tông sư đột phá trí tôn sau đó nửa bước hóa phàm hóa phàm nhất trọng còn đạt được đỉnh phong liên tiếp ba cấp lớn vô số cấp bậc nhỏ Ăn hỏa dược cũng không nhanh như vậy. Thật ra không chỉ hắn không tin, Lăng sư, Tô sư nhìn thấy được thực lực của Trương Huyền đạt được hóa phạm nhất trọng, trong lòng cũng vô cùng suy sụp. Chỉ có điều, thời điểm biết lão sư của đối phương có thể là danh sư đã ngoài lục tinh, lúc này tâm lý mới có chút thăng bằng. Dương sư loại danh sư cấp bậc cao như vậy, che giấu danh tiếng, không thông báo với nghiệp đoàn, ở loại địa phương nhỏ như Thiên Huyền Vương quốc này thu đồ đệ, rất rõ ràng là không muốn nói cho người khác biết làm vãn bối không có sự cho phép tất nhiên không dám chuyển ra ngoài cho nên tuy rằng bọn họ mãnh liệt đề cử trương huyền lại chưa nói qua lai lịch sư thừa khang đường chủ cũng không được rõ lắm lúc này nghe được trong thời gian ngắn ngủi không đến một tháng từ tông sư cảnh đạt được hóa phảm nhất trọng đỉnh phong toàn thân hắn cũng cảm thấy sắp phát điên rồi đây cũng không phải là tu luyện mà là nghi thức xối nước lên đầu thậm chí cho dù nghi thức xối nước lên đầu cũng không khoa trương như vậy chứ. Thật trăm phần trăm, lăng sư gật đầu, tô sư cũng theo gật đầu. Hơn 20 ngày, từ tông sư cảnh đột phá đến hóa phàm nhất trọng đỉnh phong. Chỉ cần hai tháng còn lại, cố gắng tu luyện, đạt được hóa phàm nhị trọng đỉnh phong, thậm chí tam trọng sơ kỳ. Còn có hy vọng cùng những thiên tài này đánh một trận. Biết nhân phẩm của hai vị trưởng lão, không có khả năng nói dối, trong lòng khang đường chủ suy nghĩ trẻ tuổi tài tuấn tới trước tham gia thi đấu, cơ bản đều là danh sư tứ tinh. Danh sư nhất tinh, tu vi phải đạt được thông huyền cảnh, nhị tinh phải đạt được tông sư cảnh, tam tinh lại là trí tôn cảnh. Mà yêu cầu thấp nhất của danh sư tứ tinh là hóa phàm nhị trọng. Chỉ cần đạt được nguyên khí cảnh sơ kỳ, lại có tư cách sát hạch danh sư tứ tinh. Bởi vậy, trẻ tuổi tài tuấn so tài, thực lực cơ bản đều ở giữa nhị trọng nguyên khí cảnh và tứ trọng trọc thanh cảnh. Vị trương sư này, Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, nếu như có thể ở trong vòng 2 tháng trước khi thi đấu, Tu Vi đạt được hóa phàm tam trọng sơ kỳ, ở trong rất nhiều thiên tài, được cho trung bình, có lẽ thật sự có thể bắt được thứ hạng tốt cũng chưa biết chừng. Nếu như vậy, cho hắn một lần cơ hội, hỏi ba vấn đề, chỉ cần có thể trả lời được, hơn nữa chính xác, có thể tham gia tuyển chọn trận thi đấu lớn. Về phần có thể trổ hết tài năng hay không, vậy phải xem năng lực của hắn. Suy nghĩ xong, Khang Đường chủ nhìn lại. Được, nghe được có cơ hội, tổ sư, lang sư đồng thời thở phào nhẹ nhóm, vội vàng nhìn về phía Trương Huyền. Vừa nhìn tới, đồng thời bọn họ thoáng lảo đảo, thiếu chút nữa ngất đi. Audio điện tử võ tấn bền chương 914, 3 vấn đề 2 Chỉ thấy vị trương sư này căn bản không nghe bọn họ nói chuyện phiếm, mà là đứng ở bên cạnh giá sách bên tường, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua ở phía trên, Hình như lại đang tìm kiếm quyển sách nào đó. Bọn họ khẩn trương muốn chết, rất sợ không chiếm được vị trí. Người này thì hay rồi, căn bản là không có để ý tới. Trái tim khó tránh khỏi quá lớn đi. Vì để cho ngươi tham gia thi đấu, hai cái mặt già chúng ta đều bất chấp mọi giá, ngươi lại cái gì cũng không quan tâm. Suy nghĩ một chút cũng thấy choáng váng. Trương sư, Tô sư không nhịn được đi tới trước mặt, cắt ngang hành động của hắn. Đường chủ bảo ngươi trả lời hắn mấy vấn đề, trả lời được có thể tham gia tuyển chọn. A. À, Trương Huyền gật đầu, đã đi tới. Biết Khang Đường chủ không thi triển võ kỹ, thi triển sư môn thiên bẩm vô dụng, hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa. Thời điểm ngắm nhìn xung quanh, hắn phát hiện giá sách trên tường, tự nhiên cũng không thiếu công pháp tu luyện hóa phàm nhị trọng. Hắn không nhịn được đi tới, thu vào đồ thư quán. Về phần mọi người thảo luận, hắn thật đúng là không mấy chú ý nghe. Ban đầu ở Hồng Hải Thành, tái các chủ hỗ trợ thu thập chỉ ít hơn 500 quyển công pháp bí tịch nguyên khí cảnh. Hiện tại trên vách tường cũng có mấy trăm cuốn, hai bên cộng lại, tự nhiên hình thành công pháp thiên đạo hoàn chỉnh. Thời điểm đặc biệt nghiên cứu thứ này còn không đủ, làm gì còn có thời gian để ý tới bọn họ nói cái gì. Vấn đề của ta đều liên quan tới tu luyện và giáo dục học sinh. Chỉ cần có thể trả lời ra, lại cho ngươi một lần cơ hội tham gia tuyển chọn. Khang đường chủ nhìn qua, Tiện tay cầm lấy quyển sách vừa xem, sắc mặt nghiêm túc. Đây là một trường hợp ta trước đây đã trải qua. Một người tu luyện cấp bậc nửa bước hóa phàm, đã từng bị nội thương, phổi trái bị xuyên thủng, bởi vậy, chân khí mạch trái không có cách nào khơi thông. Loại tình huống này phải chỉ điểm như thế nào mới có thể làm cho hắn thuận lợi đột phá cảnh giới, trùng kích hóa phàm thành công. Vấn đề này là hắn tự mình trải qua, trước đây hắn cũng nghiên cứu hồi lâu tìm đọc không ít sách mới có thể giải quyết xem như là rất khó chỉ có điều thi đấu danh sư so với cái này còn khó khăn hơn nhiều nếu như vấn đề này cũng không có cách nào giải quyết đi cũng vô dụng còn không bằng sớm loại bỏ xuống về phần vấn đề bản thân thuộc về dưới hóa phàm cảnh không vượt qua phạm vi đối phương có thể lý giải hóa phàm cảnh muốn người tu luyện êm dịu giống như một có khả năng khai thông tự nhiên thân thiết với tự nhiên khống chế tự nhiên phổi trái bị xuyên thủng chân khí mạch trái không có cách nào khơi thông. Lại tương đương với trên một cái vòng tròn xuất hiện chỗ thiếu hụt, còn muốn khai thông đột phá, gần như không có khả năng. Nghe được vấn đề này, tô sư nhướng mày. Thật là khó. Đúng vậy, cho dù là ta, muốn giải quyết, cũng cần chỉ ít cần tám bước. Lăng sư cũng gật đầu. Bọn họ là danh sư tứ tinh, vấn đề này tuy khó, nếu muốn giải quyết, vẫn có thể làm được. Chỉ có điều, cần phải tiêu tốn thủ đoạn cực lớn ta cũng cần bảy bước. Tô sư suy tư một chút, nói. Tiểu thuần dương công của ngươi, tu luyện tới thất chuyển, thực lực cường thịnh, so với ta ít hơn một bước bình thường. Chỉ có điều, theo ta được biết, vấn đề khó khăn này xem là ban đầu đường chủ ở thời điểm danh sư tam tinh giải quyết, hắn. Chỉ dùng năm bước. Lang sư nói. Năm bước. Đồng tử tô sư co lại. Danh sư chỉ điểm, số bước càng ít càng tinh luyện, người được chỉ điểm, khả năng thành công cũng lại càng lớn, hiệu quả cũng lại càng tốt. Một vấn đề khó khăn này, cho dù thực lực của hắn bây giờ, lại thêm thủ đoạn, muốn giải quyết tốt đẹp, cũng cần hơn 7 bước. Thời điểm đường chủ tam tinh, lại 5 bước có thể hoàn thành. Thủ đoạn cao, nghe giận cả người. Cũng không biết vị trương sư này, có thể sử dụng mấy bước giải quyết. Sau khi khiếp sợ, hắn không nhịn được nhìn lại về phía người thanh niên cách đó không xa. Mấy bước, ta sợ trong khoảng thời gian ngắn, căn bản nghĩ không ra phương pháp giải quyết. Lăng sư lắc đầu, tuy rằng có lòng tin rất lớn đối với trương sư, nhưng vấn đề này của đường chủ thật sự quá khó khăn. Cho dù là bọn họ, cũng cần tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu. Vị này có thể thành công hay không, vẫn còn chưa biết. Hai người khẩn trương, nghe xong vấn đề của đối phương, trương huyền nhớ mày. Phổi trái bị thương, phạm vi nhiều, có thể đánh dấu cho ta vị trí cụ thể một chút hay không? Hơn nữa, là bị cái gì gây thương tích chân khí của đối phương thuộc tính như thế nào là bị trường kiếm gây thương tích đối phương lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khí rót vào huyết mạch đây là trần đoán bệnh người có thể xem kỹ càng tỉ mỉ một chút hình như biết hắn sẽ hỏi như vậy khang đường chủ đưa quyển sách trên tay qua trương huyền tiện tay mở ra bên trong quả nhiên ghi chép chi chít về tình huống cặn kẽ của người tu luyện này nội dung vô cùng kỹ càng tỉ mỉ không chỉ vị trí bị thương thậm chí bị chiêu số gì tổn thương đến cũng đều viết rõ ràng. Rất nhanh hắn xem xong, có thể có phương pháp giải quyết không? Khang Đường chủ nhìn lại, "A, à, cái này đơn giản, một lần nữa thiết kế cho hắn một tuyến đường tu luyện là được." Trương Huyền nói, "Tuyến đường tu luyện?" Khuôn mặt Khang Đường chủ trầm xuống. "Ý của ngươi là sửa chữa công pháp tu luyện?" "Đúng vậy, phổi trái bị thương, không phải chân khí mạch trái không thể vận chuyển." là tuyến đường chân khí đi cần phải sửa lại một chút. Chỉ cần có chút điều chỉnh, sẽ giống như người tu luyện bình thường, đột phá không khó. Trương Huyền nói, sửa chữa công pháp, tô sư, lăng sư ở một bên đồng thời sửng sốt. Có thể tiết kiệm rất nhiều bước như đi trị liệu thương thế, một lần nữa khơi thông kinh mạch, điều dưỡng thân thể. Nếu thật sự có thể giải quyết, chẳng khác nào chỉ dùng. Một bước, chương 915, còn không đi rót nước. Một, lăng sư trị liệu cần phải 8 bước, tô sư cần phải 7 bước, cho dù đường chủ cũng cần 5 bước mới lại hoàn thành. Người trước mắt này lại cần một bước đã giải quyết được. Nói bậy, ý nghĩ viển vông. Đang nghi ngờ, liền nghe được tiếng hử lạnh khang đường chủ vang lên. ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sắc mặt hắn tái xanh, đầy vẻ không vui. Mỗi một bộ công pháp tu luyện, đều do tiền bối sáng tạo ra, được vô số người kiểm nghiệm, mới có thể lưu truyền hậu thế. Sao giống như ngươi nói sửa liền sửa, bản thân đối phương bị trọng thương, sử dụng công pháp tu luyện chưa qua kiểm nghiệm, đừng nói không có cách nào trùng kích hóa phàm, làm không tốt còn có thể tẩu hỏa nhập ma, bị thương nặng mà chết. Nếu thật sự như vậy, uy nghiêm của danh sư ở đâu? Ban đầu nghe được hai vị trưởng lão nói, hắn đối với người này có hy vọng rất lớn. Không nghĩ tới người này tự nhiên qua loa cho xong như vậy. Công pháp tu luyện dễ sửa như vậy, chẳng phải khắp nơi đều là bí tịch sao? Huống gì, trong cơ thể còn ẩn chứa loại chân khí lạ. Không hóa giải, không chữa thương, không điều chỉnh trạng thái, không tập trung tinh thần. Làm sao có thể trùng kích cảnh giới cao hơn? Thật sự tưởng là một thiên tài, không nghĩ tới là một chảy gỗ. Nếu thật sự làm như vậy, chẳng những không có thể chữa thương, làm không tốt còn trị chết người. Uy nghiêm của danh sư đường đều sẽ bị quét sạch. Tẩu hỏa nhập ma, người suy nghĩ quá nhiều. Khoát tay cắt ngang lời quát mắng của hắn, Trương Huyền thản nhiên nhìn qua. Ta nói một chút về tuyến đường vận chuyển chân khí, người nghe xem thử liền biết là có tác dụng hay không. Chân khí chạy từ đan điền ra, qua thái ất, quan môn, lương môn. Cuối cùng hội tụ ở khí xá, sau khi qua lại 3 vòng tuần hoàn, là trùng kích hóa phàm được. Tỷ lệ thành công khoảng chừng 90%. Nắm giữ công pháp thiên đạo, đối với tu luyện nắm giữ đến bản chất, đối phương nói loại tình huống này, nói thì khó khăn, đối với hắn mà nói, vẫn là vô cùng đơn giản. Chỉ cần có chút thay đổi tuyến đường tu luyện, vòng qua vị trí bị thương, trung hòa loại chân khí lạ trong cơ thể, đột phá hóa phàm không khó. Qua thái ất, quan môn, lương môn. Ba người nhíu mày. Cái tuyến đường này nghe vô cùng quái dị, hoàn toàn khác hẳn với pháp quyết tu luyện bình thường. Cho dù bọn họ là danh sư tứ tinh, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đoán được là chính xác hay sai lầm. Mỗi một công pháp đều phải có khả năng tu luyện thực hành cho dù là danh sư, cũng không có khả năng nghe xong một lần, lại đoán được có tác dụng hay không có tác dụng, hiệu quả như thế nào. Người nói chỉ cần dựa theo môn công pháp này di chuyển, có thể trực tiếp đột phá. Sắc mặt khang đường chủ càng thêm khó coi. Người tu luyện bình thường muốn đột phá cũng khó khăn, để cho một người trọng thương, vận chuyển pháp quyết ba lần đã đột phá. Đùa gì thế? Không sai. Thần sắc trương huyền thản nhiên. Ta vừa nhìn, người này là bị kiếm khí nóng bỏng gây thương tích loại kiếm khí này mang theo phong quang rất mạnh sau khi tổn thương ngực trái dọc theo kinh mạch trào về phía đan điền người bị thương tu luyện chính là đại lăng hoa công chú ý chính là sắc bén một tiếng thì hưng hai tiếng thì suy ba tiếng là hết cùng kiếm khí nóng bỏng mạnh mẽ trùng hợp tương đồng đều là thuộc về lực lượng cuồng bạo không lùi bước hai loại chân khí gặp nhau sẽ xuất hiện cục diện không thể buông tha kẻ dũng thắng ban đầu mạnh mẽ va chạm vào nhau chân khí của bản thân cuồn cuộn không ngừng kiếm khí của đối phương chỉ là lục bình không có dễ chưa đủ gây ra sợ hãi đáng tiếc kinh mạch của người tu luyện này quá nhỏ va chạm vào nhau quá ác rất dễ dàng xé nát nó khiến cho tu vi bị phế bỏ vì vậy lại xuất hiện cục diện một kẻ làm quan kiếm khí không những không có cách nào loại bỏ thương thế còn càng ngày càng nặng nói đến đây trương huyền ngừng lại hai mắt sáng như điện nhìn lại nếu như ta không đoán sai thời điểm ghi lại những bệnh trạng này chắc là ngày thứ bảy người này bị thương điều này khang đường chủ sửng sốt không sai vấn đề của người kia là hắn tự mình giải quyết vẫn lấy làm kiêu ngạo tất cả chi tiết lúc đó hắn đều nhớ rất rõ ràng chính là ngày thứ bảy bị thương chỉ là vừa rồi ghi lại chỉ viết vị trí bị thương và bị chiêu số gì tổn thương được bị thương ngày thứ mấy lại không có miêu tả chẳng lẽ chỉ nhìn chút nội dung như vậy là có thể suy đoán ra thời gian. Bị thương ngày thứ bảy, không khống chế được chân khí xông tới, chỗ ngực trái bị xuyên thủng vẫn không có cách nào khôi phục, thậm chí bắt đầu thối giữa. Tình hình trước mặt, hai loại chân khí cuồng bạo va chạm vào nhau. Nếu như mạnh mẽ sử dụng công pháp trước đây tu luyện, sẽ chỉ làm thế xông tới càng kịch liệt, khiến cho thương thế càng nghiêm trọng. Trương Huyền khẽ cười, dựa theo phương pháp giải quyết bình thường, ứng với đầu tiên khiến cho chân khí của hắn tiêu hao sạch sẽ. Điều này tương đương với rút sạch binh sĩ ở quan khẩu đối chiến, khiến cho luồng kiếm khí kia, trước đó từ kinh mạch chật hẹp tuôn ra. Thứ hai, lại nghĩ biện pháp rút sạch nó. Đúng, Tô Phàm, Lăng Hằng Vũ đồng thời gật đầu. Bọn họ nói tám bước, bảy bước đều như vậy. Muốn đột phá, trước hết phải giải quyết thương thế, trước hết phải chữa thương, nhất định phải hóa giải căn nguyên. Luồng kiếm khí này, chính là căn nguyên tiêu hao chân khí của bản thân, là lui, chỉ có như vậy mới có thể làm cho kiếm khí mạnh mẽ thả lỏng cảnh giác, chỉ cần từ kinh mạch chật hẹp đi ra, còn muốn giải quyết sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Có ít nhất vài loại phương pháp. Khang Đường chủ cũng gật đầu. Trước đây hắn cũng làm như thế, chỉ cần là danh sư, cơ bản đều sẽ lựa chọn như vậy. Chẳng lẽ, như vậy không đúng? Đúng, chẳng những không đúng, còn là sai lầm lớn. Trương Huyền lắc đầu, tàn mất chân khí của mình, thật giống như dọn đi nham thạch ngăn cản trên dòng suối, quả thật có thể khiến cho kiếm khí chảy ra. Đáng tiếc, đó là kiếm khí vô cùng nóng bỏng sắc bén, nơi bị bịt kín, chỗ phổi bên trái, nơi này tới gần trái tim, một khi kiếm khí chạy nước rút tuôn ra, làm không tốt sẽ đâm thủng trái tim. Khiến cho người ta chết ngay tại chỗ. Chết! Tô Phàm không nhịn được mở miệng. Kiếm khí bị nhốt 7 ngày, sẽ không có sắc bén như trước là không sắc bén như trước, tỷ lệ đâm thủng trái tim, chưa đủ 1%. Mà nếu nó quả thật không đi vào kinh mạch phổi trái, là thông qua hội trì huyệt, tiến vào tâm mạch chân huyệt sao? Trương Huyền nhìn qua. Điều này, Tô Sư, Lăng Sư đồng thời chấn động. Hội trì huyệt là chỗ giao hòa giữa kinh mạch phổi trái và tâm mạch chân huyệt. Cái trước vào phổi, cái sau thông tới tim. Tuy rằng kiếm khí đột nhiên thả lỏng sẽ thuận theo đó chảy xuống, đi về phía phương hướng đan điền nhưng cũng không bảo đảm vị người tu luyện này sẽ có chỗ cố kỵ giữ lại một luồng chân khí ở bên trong thân thể một khi như vậy luồng kiếm khí này lại vô cùng có khả năng ngược dòng lao lên tiến vào tâm mạch chân huyệt đâm thủng trái tim nếu thật sự như vậy đừng nói danh sư cho dù thần tiên cũng không cứu sống nổi sắc mặt khang đường chủ cũng trắng bệch toàn thân căng thẳng trước đây gặp phải trường hợp này hắn một lòng muốn chữa trị tốt không suy nghĩ quá nhiều sau đó lại cũng phát hiện ra vấn đề này. Tuy rằng tỷ lệ không lớn, nhưng cũng có khả năng. Chỉ có thể nói lúc đó vận khí rất tốt, nếu không đừng nói chữa trị tốt, làm không tốt người dĩ nhiên chết. Nếu thật sự như vậy, còn sát hạch danh sư tứ tinh, có thể giữ được địa vị lúc đó hay không, không để tiếng xấu muôn đời, đã là rất tốt. chương 916 còn không đi rót nước. hai, Chỉ là, loại tình huống này, vẫn là sau khi hắn đạt được danh sư tứ tinh đỉnh phong, cẩn thận xem xét tình hình lúc đó mới phát hiện. Người thanh niên trước mắt này chỉ liếc mắt thoáng nhìn, lại nghĩ đến điểm này. Chẳng lẽ hắn thật sự có sử dụng công pháp? Trước đó cảm thấy đối phương là ăn nói lung tung, hiện tại ngay cả loại tình huống này đối phương cũng có thể nhìn ra. Sợ rằng công pháp không đơn giản như vậy. Phương pháp của ta, căn bản không cần phải sớm tản sạch chân khí, càng không cần dẫn đạo kiếm khí này tới không để ý tới ba người đang chấn động kinh ngạc, Trương Huyền tiếp tục nói. Thái ất huyệt là điểm phân nhánh kinh mạch trái và phải đầu tiên. Ta khiến cho chân khí đi qua từ nơi này, có thể rất dễ dàng khiến cho lực lượng cộng hưởng, khiến cho luồng kiếm khí kia, thuận thế xuống, tuôn trào ở đây. Chỉ cần đi qua, lại đơn giản, thái ất huyệt tới gần đan điền, người tu luyện có đầy đủ chân khí duy trì, có thể rất dễ dàng ép nó ra bên ngoài thân thể. Nếu như cho rằng cơ thể người là trận pháp, thái ất mà sống, hai bên va chạm, kiếm khí sẽ rất tự nhiên từ huyệt đạo nơi này phun mạnh ra ngoài. Tô sư trợn tròn mắt, thì thào tự nói. Căn cứ vào lý luận của trận pháp sư, cơ thể người cũng có thể nhìn thành trận pháp, cũng có tám chỗ môn hộ, hưu cửa, sinh môn, thương môn, quan môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn, khai môn. Thái ất huyệt là chỗ giao hòa kinh mạch trái và phải, còn là chỗ sinh môn trong trận pháp cơ thể người. Thu hút kiếm khí đến đó, nhất định sẽ từ nơi này chạy ra. Như vậy tới lúc này, chẳng khác nào sử dụng cái giá nhỏ nhất, hủy diệt nó, không uổng người nào. So với loại tản sạch chân khí trước đó, mạnh mẽ loại bỏ hiệu quả, tốt hơn chí ít mấy chục lần. Không đúng, kiếm khí qua, làm như vậy xác thực rất đơn giản, nhưng không tới thì sao? Khang đường chủ nhân mày lại. Kiếm khí cùng chân khí đối đầu 7 ngày, không rút chân khí khỏi đó, làm sao có thể trùng kích đến thái ất huyệt thật giống như hai bên giao chiến, đối phương canh giữ ở cửa khẩu, mới có thể bảo đảm không chết. Đại binh của ngươi không rút lui, ta làm sao phải xông lại? Chẳng lẽ tự chui đầu vào lưới, chờ bị ngươi trục xuất? Ai? Nghe được câu hỏi của hắn, Trương Huyền thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra người đối với Đại Lăng Hoa Công do người bị thương tu luyện không hiểu nhiều lắm. Ta, sắc mặt khang đường chủ nhất thời đỏ lên đại lăng hoa công thuộc về công pháp lệch môn hắn nghe nói qua nhưng không tu luyện qua biết được cũng không nhiều muốn nói không hiểu nhiều cũng là sự thật đại lăng hoa công chú ý chính là sắc bén một tiếng khí thế tăng hai tiếng lại suy ba tiếng là hết vừa rồi ta cũng đã nói khiến cho chân khí từ tuyến đường mới vận chuyển ba lần như vậy tới lúc này khí tiêu tan rất lợi hại kiếm khí nhìn thấy cơ hội giống như vậy tất nhiên phải lao tới nhân cơ hội phá hủy đan điền đi tới thái ất huyệt là chuyện tất nhiên sẽ phát sinh. Điểm ấy, ngươi không có khả năng không nghĩ tới chứ. Trương huyền hờ hững nhìn qua. Điều này, toàn thân khang đường chủ chấn động. Bị chân khí sắc bén ngăn chặn 7 ngày, kiếm khí cho dù không có linh trí, cũng sẽ giống như nén lò xo tùy thời lưu chuyển, nhân cơ hội phản kháng. Đại lăng hoa công hết lần này đến lần khác suy, sau đó uy lực giảm bớt, chính là thời cơ tốt nhất để tấn công, tuyệt đối không đồng ý có thể buông tha điểm ấy, chỉ cần là người tu luyện, cẩn thận cân nhắc, là có thể nghĩ thông suốt. Còn chưa đúng, người nói vận chuyển ba lần, là có thể trùng kích hóa phàm. Hiện tại chỉ là loại bỏ kiếm khí. Sau khi hết khiếp sợ, khang đường chủ vẫn còn có chút không tin. Chỉ là loại bỏ kiếm khí, người suy nghĩ lại một chút, ta mới vừa nói phương hướng vận chuyển chân khí. Trương Huyền mỉm cười, chân khí chạy, từ đan điền ra, qua thái ất, quan môn, lương môn, cuối cùng hội tụ ở khí xá khang đường chủ không nhịn được nhớ tới nội dung người thanh niên mới vừa nói biến sắc trợn tròn mắt chân khí suy giảm kiếm khí truy kích gặp nhau tại thái ất huyệt sau khi hai bên đánh sau kiếm khí từ huyệt đạo phun ra chân khí của người tu luyện sẽ mượn đánh lực lượng trùng kích quan môn lương môn trùng kích hóa phàm như vậy lại tương đương với mượn lực lượng cuồng bạo của kiếm khí phá tan huyền quan cơ hội thành công quả thật không thua kém 90%. Cổ họng tô sư cũng chợt khô khốc. Làm danh sư tứ tinh, đối với tình hình chân khí chạy trong cơ thể gặp phải, nắm giữ tới cực điểm, lý giải đến xương tủy. Kiếm khí cùng chân khí ở thái ất huyệt va chạm vào nhau, mặc dù từ chỗ sinh môn tan ra, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, lại sẽ dung nhập trong chân khí. Có thể gây tổn thương đến vị người tu luyện này, nói rõ thực lực, cao hơn so với hắn. Nếu vị này có thể trùng kích hóa phàm, tất nhiên đã sớm đạt được nửa bước hóa phàm đỉnh phong nhất, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Thực lực mạnh hơn hắn, chẳng phải là cường giả hóa phàm sao? Lực lượng chân khí cuồng bạo của cường giả hóa phàm, cùng lực lượng của chính bản thân hắn dung hợp, hai bên chồng chất, uy lực vô cùng. Phá tan rào cản, tự nhiên cũng lại đơn giản hơn rất nhiều, cực kỳ dễ dàng. Nào chỉ là 90%, có thể nói, nếu thật sự làm như vậy, xác suất thành công. 100 Ngươi, ngươi. Tất cả mọi người nghĩ đến điểm này, từng người đều trợn to hai mắt. Bọn họ nghe được bệnh trạng của người tu luyện này, nghĩ tới nhiều nhất là giải quyết kiếm khí như thế nào, khôi phục thương thế, điều chỉnh trạng thái, sau đó lại nghĩ biện pháp trùng kích hóa phàm. Vị trước mắt này, tự nhiên mượn kiếm khí ẩn chứa trong cơ thể, loại bỏ các lối tắt khác, sáng tạo ra một bộ pháp quyết tu luyện có thể trực tiếp đột phá. Mấu chốt nhất chính là, từ khi xem xong trường hợp này, đến nói ra phương pháp giải quyết, tổng cộng cũng lại chỉ hơn 10 lần hít thở. Sốt cuộc, làm sao làm được? Còn là người sao? Môn công pháp này của ta lại có thể trị hết cho đối phương, đồng thời khiến cho hắn đột phá chứ? Biết đối phương đã hiểu phương pháp của hắn, Trương Huyền thản nhiên nhìn qua. Đúng là, có thể trị hết. Sắc mặt khang đường chủ nhất thời trắng bệch, ổn định hít thở, gật đầu. Hắn tốn tròn năm bước, mới có khả năng hoàn thành, đã cảm thấy mình rất lợi hại, không ai bằng. Vị trước mắt này, chỉ dùng một bước là thành công. Xem ra Tô sư, Lăng sư nói đúng, vị trước mắt này, tuy rằng thực lực không đủ, có lý giải đối với danh sư, người bình thường tuyệt đối không thể so sánh được. Vậy ta có thể tính là trả lời vấn đề của ngươi." Trương Huyền tiếp tục nói. "Đúng." Khang Đường chủ gật đầu. "Nếu đúng, còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn chưa nói dứt lời." liền nghe được người thanh niên đối diện, giọng nói thoáng hiện ra vẻ không vui vang lên. Nói nhiều như vậy, không thấy được ta khát nước sao? Còn không mau rót chén nước đi. chương 917, hắn là danh sư được trời thừa nhận. một Phù phù. Rót nước. Hắn bảo đường chủ rót nước. Nghe nói như thế, khóe miệng tô phàm, lăng hằng vũ giật một cái, đồng thời thoáng lảo đảo. Hai người đường đường là cường giả hóa phàm tứ trọng, thiếu chút nữa thì cùng nhau ngã xuống đất. Vừa rồi, sau khi vào cửa, ngàn căn vạn dặn, đường chủ nghiêm túc, nói phải chú ý đúng mực, không nên đường đột. Ai biết kẻ ngu ngốc này trực tiếp hạ mệnh lệnh, giống như giáo huấn hạ nhân. Em gái ngươi, ngươi đây là phát điên. Hai chúng ta giống như cầu ra ra báo nãi nãi đích thân xin vị trí, dễ dàng sao? Ngươi không ném đi thì không được à? Hai người nước mắt chảy ào ào, đang cảm thấy đường chủ sẽ giận tím mặt trở mặt tại chỗ. Lại thấy đường chủ đại nhân luôn luôn nghiêm túc, vội vàng đứng lên, vẻ mặt cung kính lên tiếng. Vâng, nói xong xoay người đặt nước lên lò lửa đung nóng, lấy ra lá trà mình cất kỹ, rót đầy một chén, đưa tới. Mẹ nó, đây là tình huống gì vậy? Hai vị danh sư tứ tinh, trưởng lão hóa phàm tứ trọng, ra mặt co giật, vẻ mặt muốn phát điên. Vị này chính là khang đường chủ vạn quốc thành nói năng thận trọng, uy danh hiển hách cho dù triệu minh chủ đích thân tới, cũng không có tư cách được uống trà hắn pha. Vị trương sư trước mắt này, nói vô lễ như thế, đối phương không những nghe theo, còn là bộ dáng này. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Là, sư ngôn thiên bẩm. Đột nhiên, tô sư nhớ ra cái gì đó, giống như động kinh, không ngừng run rẩy. Giữa danh sư, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lời nói của đối phương, không dám vi phạm, khả năng lớn nhất chính là cái này. Vừa rồi, trong lời nói của vị trương sư này, ẩn chứa thiên âm, lực lượng tâm cảnh chấn động. Bởi vì không nhằm vào bọn họ, vẫn cho là đang phân tích bệnh tình. Không nghĩ tới, tự nhiên là đang thi triển thứ này. Thi triển sư ngôn thiên bẩm đối với khang đường chủ, còn tự nhiên thành công. Ta ích, tô sư, lăng sư nhìn nhau, từng người cảm giác tâm tư muốn chết cũng có. Khang đường chủ lại là tồn tại mức độ tâm cảnh vượt quá 14.0, danh sư đứng đầu vạn quốc thành, Bị sư ngôn thiên bẩm mê hoặc. Mấu chốt nhất thi triển thủ đoạn này chỉ là một danh sư nhị tinh chưa đủ 20 tuổi. Truyền đi, tuyệt đối có thể hù chết một đám đông người. Ừ. Hai người chấn động kinh ngạc, Khang Đường chủ lúc này cũng kịp phản ứng, mắt thoáng cái trợn tròn, da mặt co giật, thiếu chút nữa phun ra máu tươi. Đường Đường là danh sư cường đại nhất danh sư đường, tự nhiên bị một danh sư nhị tinh sử dụng sư ngôn thiên bẩm mê hoặc, cam tâm tình nguyện bưng trà rót nước. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy phát điên. Hắn đang nghĩ tiếp theo nên làm cái gì, lại thấy người thanh niên trước mắt nhấp một ngụm trà, thản nhiên xoay đầu lại. Nói vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ hai. Khóe mắt Khang Đường chủ giật một cái. Vấn đề thứ nhất, đối phương trực tiếp sử dụng sư ngôn thiên bẩm, khiến cho hắn không thể làm theo ý mình. Nếu như lại hỏi một vấn đề nữa, sẽ không xuất hiện tình huống tương tự chứ? Không cần, ba vấn đề là để kiểm nghiệm ngươi có tư cách tham gia khiêu chiến hay không vấn đề thứ nhất trả lời còn hợp lý hơn so với chúng ta đủ để nói rõ thực lực hai vấn đề còn lại cũng không cần nữa nghiêm sắc mặt khang đường chủ nghĩa lớn hơn người ba vấn đề thử thách là muốn kiểm tra lĩnh mộ của đối phương đối với danh sư mình tốn năm bước mới có thể giải quyết vấn đề khó khăn người ta một bước giải quyết được còn sử dụng sư ngôn thiên bẩm mê hoặc mình chỉ dựa vào điểm ấy lại có đầy đủ tư cách tham gia tuyển chọn đã như vậy tiếp tục hỏi thăm nữa cũng mất ý nghĩa còn không bằng rộng lượng chút để tránh một lát nữa lại bị mê hoặc như vậy thì càng thêm mất mặt vung tay lên khang đường chủ quay đầu lại lăng trưởng lão người lập tức qua gõ chuông tập hợp để cho tất cả mọi người đi tới điện danh sư tiến hành tuyển chọn vâng lăng trưởng lão gật đầu xoay người lui ra ngoài một lát sau tiếng chuông vang lớn chỉ cần là danh sư ở liên minh vạn quốc nghe được âm thanh đều phải khẩn cấp tập hợp lại người đâu dẫn trương sư đi điện danh sư ta và tô sư lập tức tới ngay nghe được tiếng chuông vang lên biết điện danh sư rất nhanh sẽ kín người hết chỗ khang đường chủ khoát tay áo nghe được mệnh lệnh người thanh niên giữ ở ngoài cửa đi đến cung kính liếc mắt nhìn trương huyền đi trước dẫn đường biết phải đi điện danh sư tuyển chọn trương huyền cũng không từ chối đi theo ở phía sau rời khỏi đó Hai người vừa đi, trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có Đường chủ và trưởng lão Tô phàm. Nhìn bạn cũ trước mắt ở chung hơn 10 năm, Khang Đường chủ do dự một hồi, không nhịn được nhìn qua. Đối với cái này Trương sư, người còn có thể nói gì hay không? Hắn là danh sư nhị tinh từ Thiên Vũ Vương quốc đi lên, năm nay vẫn chưa tới 20. Tô sư nói, "Ta hỏi không phải cái này." Trước mắt Khang Đường chủ tối sầm, cố nén lửa giận ta muốn tư liệu cặn kẽ, cùng với lý do các ngươi liều mạng đề cử hắn. Hãm hại phụ thân, nếu như chỉ là loại lý lịch này, người đường đường là trưởng lão danh sư đường ở Vạn Quốc Thành, làm sao có thể ngay cả học sinh của mình cũng không đề cử, cũng muốn đề cử hắn. Phải biết rằng Tô Sư có một đệ tử, cũng đạt tới tam tinh đỉnh phong, kinh tài tuyệt diễm, không kém gì phó tiếu trần. Điều này, Tô phàm có chút do dự, có thể đi tới phòng cơ mật hay không? Phòng cơ mật là một gian phòng ẩn chứa trận pháp đặc biệt, ở chỗ này bàn luận chuyện cơ mật, người lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào nghe trộm, nhìn lén, không cần lo lắng bí mật lộ ra ngoài. Đi đến đây, chương 918, hắn là danh sư được trời thừa nhận. 2. Sắc mặt khang đường chủ thoáng ngưng trọng, đứng dậy. Làm đường chủ danh sư đường, quản lý một phương, tiếp xúc vô số chuyện cơ mật, loại phòng cơ mật, trong phòng này của hắn lại có một cái hắn đẩy cửa đi vào kích hoạt trận pháp hai người lập tức tiến vào hoàn cảnh tuyệt đối yên tĩnh nói đi hai người ngồi xong khang đường chủ nhìn qua tô trưởng lão ngưng trọng như thế đủ thấy chuyện muốn nói vô cùng quan trọng lúc này hắn cũng bình phục lại ánh mắt sáng như điện hơn hai mươi ngày trước tổng bộ bên này tiên sư gặp cửa tuyệt hóa thành tiếng chuông rên gì đường chủ còn nhớ không tô sư nói chuyện này lớn như vậy làm sao có thể không nhớ rõ. Ta đã thông báo cho tất cả danh sư đường phía dưới để cho bọn họ điều tra rõ. Chỉ có điều, không nhận được tin tức mà thôi. Điều này khiến cho ta nghi ngờ, có phải là danh sư thế lực khác tới trước tham gia thi đấu hay không. Khang Đường chủ gật đầu. Lúc đó bọn họ đang tổ chức hội trưởng lão nghị, phong sư điện lại không ngừng run rẩy, không ngừng ngân dài, huyên náo đến mức lớn như vậy. Tuy rằng tin tức bị hắn ép xuống, nhưng lấy tư cách là đương sự làm thế nào không nhớ được. Người đưa tin đến danh sư đường của Thiên Vũ Vương Quốc, nói. Chỉ cần có một trong hai loại bức tượng chấn động, phong sư điện sụp đổ, lập tức bẩm báo. Tô sư nói tiếp. Ừ, tiên sư gặp cự tuyệt, hóa thành tiếng chuông rên rỉ. Xuất hiện loại tình huống này biểu hiện trực tiếp nhất chính là bức tượng chấn động, phong sư điện sụp đổ. Một khi danh sư đường nào xuất hiện loại tình huống này, có thể xác nhận vị trí thật sự của vị thiên tài này đang lên tiếng, khang đường chủ đột nhiên nhớ tới điều gì, hít thở dồn dập nhìn qua. Hơn hai mươi ngày trước, người ở thiên vũ vương quốc, chẳng lẽ phong sư điện nơi đó sụp đổ? đúng, chỉ có điều chuyện này dính dáng lớn, sợ tin tức lộ ra nên không sử dụng tường đưa tin bẩm báo, mà là để cho bọn họ trả lời một chữ không. tô sư ôm quyền, mong rằng đường chủ không trách. trước đây tổng bộ phát tới tin tức hỏi thăm, là hắn yêu cầu trả lời không nếu không chuyện này một khi vỡ lở ra trương sư rất có khả năng gặp phải nguy hiểm tin tức lộ ra khiến cho chuyện này của danh sư có thể sẽ bị điều tra ra xuất hiện vô số phiền phức ngươi làm đúng khang đường chủ gật đầu nếu như hắn ở đó khẳng định cũng sẽ làm như vậy thân là danh sư có trách nhiệm bảo vệ hậu bối có thiên phú không bị thương tổn lúc phong sư điện ở thiên vũ vương quốc sụp đổ chính là khi Trương sư sát hạch danh sư nhị tinh, Tô sư nói tiếp: "Hắn, ngươi là nói, hắn có khả năng chính là thiên tài từ chối tiền bối tán thành, hóa thành tiếng chuông rên gì?" Đồng tử của Khang Đường chủ co lại. Mãi đến lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao hai người kia liều mạng đề cử, có thể khiến cho nhiều tiên sư như vậy tán thành, mấu chốt còn từ chối. Thiên phú phải mạnh tới mức nào? Không chỉ có như vậy, theo ta đoán, vị Trương sư này còn có thể là được trời thừa nhận danh sư. Tô sư không nhịn được nói, thật ra chuyện này, trở lại vạn quốc thành hắn chắc hẳn phải báo cáo với đường chủ. Sở dĩ chưa nói, không phải hắn và Lăng sư cố ý giấu giếm, mà là không có cách nào xác nhận. Mấy ngày qua hắn vẫn luôn kiểm tra sách liên quan. Chỉ tiếc rằng, trời thừa nhận danh sư, chỉ có một mình Khổng sư trải qua. Tình huống cụ thể, không thể nào biết được, cho dù hai người hắn và Lăng trưởng lão Tiêu Hao hơn 10 ngày cũng không hiểu ra sao. Ngươi nói cái gì? Đồng tử của Khang Đường chủ lại co lại. Thời điểm Trương sư sát hạch danh sư, không chỉ phong sư điện sụp đổ, bức tượng của Khổng sư cũng đồng thời vỡ nát. Ngoại trừ trời thừa nhận danh sư, môn sinh của thánh nhân, ta thật sự nghĩ không ra chuyện gì xảy ra. Tô sư nói rõ ràng tỉ mỉ chuyện nghe được ở Thiên Vũ Vương quốc qua một lượt. Điều này, điều này Nghe xong các loại hiện tượng kỳ quái xuất hiện ở danh sư đường của Thiên Vũ Vương Quốc, môi khang đường chủ trợt khô khốc. Tuy rằng hắn cũng không có cách nào xác nhận, nhưng vị trương sư này, 89 phần 10, chính là kẻ cầm đầu gây hỏa gây ra những chuyện này, là một người. Được trời thừa nhận danh sư. Mười ngày trước, trời thừa nhận danh sư lại xuất hiện một lần nữa. Có thể là hắn hay không? Đột nhiên, một việc xuất hiện trong đầu. Mười ngày trước, danh sư đường cũng xuất hiện một lần hiện tượng vạn bài chấn động, tiếng chuông cùng ngân lên. Căn cứ ghi chép trong lịch sử, đây là dấu hiệu trời thừa nhận danh sư. Đáng tiếc, liên tục tra xét 10 ngày, ở vạn quốc thành không có nhận được tin tức nào hữu dụng. Nếu vị trương sư này có thể là người được trời thừa nhận danh sư, có thể. Vẫn là hắn hay không? Ta đây cũng không biết, 10 ngày trước, hắn chắc hẳn là còn chưa tới Vương Thành. Tô sư lắc đầu, trương sư cũng không ở Vương Thành, cụ thể có phải hay không, dĩ nhiên là càng không có cách nào xác nhận được. Bất kể có phải, có thể được trời thừa nhận danh sư hay không, chỉ riêng điều này, tham gia lần thi đấu này, lại không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ tiếc rằng, có chút do so dự, khang đường chủ lắc đầu. Tuổi còn quá nhỏ, tu vi cũng không đủ, sợ rằng chưa chắc có thể thắng được những người khác. Tuy rằng đối với người được trời thừa nhận danh sư, có lòng tin rất mạnh, nhưng... Vị trương sư này, tuổi quá nhỏ có thể tới tham gia thi đấu, cơ bản đều gần 30 tuổi. Nhỏ nhất cũng phải 28, 29, chênh lệch 10 năm quang âm, cho dù thiên phú cao tới đâu, muốn thật sự đối đầu cũng có chút khó khăn. Thôi đi, không cần suy nghĩ nữa. Chuyện này, ngươi làm đúng, nhất định phải giữ bí mật, bất kỳ kẻ nào cũng không cần nói ra. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm về những điều này nữa, Khang Đường chủ đứng dậy. Tiếng chuông vang lên, danh sư gần như đã tới chúng ta cũng nhanh đi ra một chút. Ừ, tô sư đi theo sát phía sau, vừa đi được hai bước, hắn thấy đường chủ đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt lúng túng nhìn qua. Cái đó, chuyện vừa rồi ta bị mê hoặc, vẫn hy vọng có thể giữ bí mật, đừng nói ra ngoài. Tô sư, chương 919, ta chính là kẻ ngu ngốc kia, một. Đi phía sau người thanh niên một hồi, đi tới một gian phòng cực lớn rộng rãi. Điện danh sư, vạn quốc thành có chỗ danh sư, nghị sự, đại hội. Còn chưa đến tới trước mặt, liền thấy bên trong chất kín người. Dòng người như thoi đưa, chật trội như nước thủy triều. Trương sư, vẫn mong người mặc trường bào và đeo huy hiệu lên đi. Đi tới trước mặt, người thanh niên nói. Ừ, đây là danh sư tụ hội, tự nhiên phải mặc thứ đại biểu thân phận, nếu không có vẻ không hợp nhau. Cổ tay lật một cái, hắn lấy trường bào ra ngoài, mặc lên người, lại đeo huy hiệu ở trên ngực bộ này sau khi từ sát hạch danh sư ở thiên vũ vương quốc nhận được hắn chưa từng mặc qua không phải là hắn không muốn mặc mà là đã quen với kiểu quần áo bó sát người kiếp trước trường bào mặc ở trên người hết sức bất tiện sửa sang xong trang phục hắn đi theo phía sau đoàn người đi vào trước đó ở đại sảnh chỉ biết rất nhiều danh sư hiện tại tập trung một chỗ hắn mới phát hiện số lượng cực lớn quả thực kinh người đông nghìn nhịp, tự nhiên không dưới 500 người. 500 danh sư, nhìn cũng cảm thấy đáng sợ. Chỉ có điều, nghĩ đến đây là nơi liên minh vạn quốc, hắn cũng lại hiểu ra. Thi đấu danh sư thu hút vô số cường giả qua quan sát. Chỉ cần danh sư có chút thực lực, gần như đều tới. Tuy rằng còn có một vài người ở lại chấn giữ, nhưng dù sao cũng là số ít. Cho dù lại thêm tất cả, toàn bộ cảnh nội liên minh cũng sẽ không vượt quá một nghìn. Mà trong liên minh, vương quốc phong hào, vương quốc nhất đẳng, vương quốc nhị đẳng thậm chí vương quốc không nhập lưu, vô số kể, tổng nhân khẩu tuyệt đối vượt qua ngàn vạn. Nhiều người tu luyện như vậy mới có chút danh sư như thế. Dựa theo tỷ lệ, có thể nói ít đến mức khiến cho người ta giận sôi. Người thanh niên còn không phải là danh sư, cũng sẽ không cùng đi qua. Trương Huyền theo dòng người đi vào gian phòng. Bên trong bày ra mấy hàng bàn, dày đặc, đưa mắt nhìn lại, phía đầu số lượng rất ít ỏi chỉ có chừng 20 chỗ ngồi, phía sau đại khái khoảng 7, 80 chỗ, cứ lấy cái này tăng lên. Xem ra là ngồi dựa theo thân phận. Liếc mắt thoáng nhìn, hắn liền hiểu được. Danh sư tuy rằng chú ý người người như rồng, nhưng nếu chia ra làm cửu tinh, cũng có đẳng cấp. Chỗ ngồi trước nhất, chỉ có danh sư tứ tinh mới có khả năng ngồi xuống. Phía sau là tam tinh, sau đó là nhị tinh. Hiện tại hắn chỉ là danh sư nhị tinh, tất nhiên chỉ có thể ngồi ở phía sau chỉ có điều đối với hắn mà nói cũng không có vấn đề gì dù sao một hồi nữa lại phải tuyển chọn chắc hẳn thời gian ngồi cũng không bao lâu tìm một vòng hắn đi tới khu vực thuộc về danh sư nhị tinh ngồi xuống khẩn cấp triệu tập chúng ta như vậy muốn làm cái gì ta cũng không biết chỉ có điều mấy ngày hôm trước ta nghe nói muốn sớm tuyển chọn người tham gia thi đấu đoán chừng là muốn làm tiến hành các loại tuyển chọn thi đấu có khả năng không biết ai có thể được tuyển chọn lên. Điều này còn phải nói, nhất định là Phó Tiếu Trần, Phó Sư. Điều này không nhất định, ta càng xem trọng Nhược Hoan công tử hơn, quân Nhược Hoan, hắn lại là thần tượng của ta. Hắn vừa ngồi xuống, liền nghe được xung quanh có tiếng bàn luận vang lên. Mười ngày trước, đường chủ quyết định tiến hành tuyển chọn. Tin tức ai có thể bị chọn lên, lại huyên náo như mặt trời lên cao. Các loại cách nói đều có, thậm chí có không ít nơi còn coi đây là chuyện đặt cược rất nhiều danh sư biết nhau từng người cũng có người ủng hộ và tiến nhiệm riêng trương huyền nghe một hồi phát hiện giống như tô sư lang sư nói thảo luận tối đa chính là nhược hoan công tử và phó tiếu trần xem ra hai người này ở trong lòng mọi người có địa vị cực cao theo ánh mắt bọn họ nhìn lại hắn quả nhiên thấy được thêm mấy bóng người một người đi đầu môi hồng răng trắng tay cầm quạt giấy phong độ phiêu giật mơ hồ cho người ta một loại cảm giác công tử thế gia. Đôi mắt mang theo tia sáng chói mắt, vừa nhìn đã biết tu vi không thấp. Nhìn ra được đây chính là vị Nhược Hoan công tử kia, Quân Nhược Hoan. Trước đó vẫn kỳ quái, vì sao đường đường là danh sư, những người khác không gọi là quân sư, ngược lại gọi là Nhược Hoan công tử? Hóa ra, phần khí chất này lại không giống người thường. Nếu không phải thân mặc trường bào danh sư, thật sự không nghĩ tới là một vị thiên tài tuyệt thế dĩ nhiên đạt được cấp bậc tứ tinh, sẽ tưởng là con em thế gia nào đó. Cách nhược hoan công tử không xa, một người thanh niên đứng song song. Tuy rằng huy hiệu trên ngực là ba sao, nhưng trên phương diện khí thế hoàn toàn không yếu. Diện mạo không tính là xuất chúng, trái lại còn có phần giống như đứa trẻ béo mập, thân thể cũng thoáng lộ ra một chút mập mạp. Chỉ có điều, ánh mắt sáng như điện, khí tức lại rất mạnh. Tu Vi so sánh với quân nhược hoan, chỉ có cao chứ không thấp hơn, sợ rằng cũng đạt tới khoảng hóa phàm tứ trọng. Đây chính là một người khác có danh tiếng rất lớn Phó Tiếu Trần. Hắn đang muốn xem thử một chút xem ba người còn lại đều là dạng gì, liền nghe được bên tai có một tiếng cười vang lên. Vị bằng hữu này rất lạ mặt, trước đây chưa từng thấy qua, không biết từ một vương quốc nào tới. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên ngồi xuống ở chỗ ngồi bên cạnh. Người này dáng vẻ khoảng chừng 30 tuổi, Trước ngực có hai sao lóe lên. Thiên Huyền Vương Quốc? Trương Huyền trả lời, "Thiên Huyền, Vương Quốc cấp mấy?" Người thanh niên gãi đầu một cái, hình như chưa từng nghe qua. "Không đẳng cấp, xem như là không nhập lưu." Trương Huyền nói. "Vương Quốc không nhập lưu?" Người thanh niên ngẩn người, lập tức xấu hổ cười. Địa phương như vậy có thể xuất hiện một vị danh sư nhị tinh trẻ tuổi như vậy, quả thật không tầm thường. Biết đối phương chỉ nói lời khách khí, Trương Huyền mỉm cười, cũng không nói nhiều. Tuy rằng trải qua Thiên Vũ, Hiên Viên, nhưng muốn nói tới xuất thân vẫn là Thiên Huyền. Thi đấu danh sư lại là chuyện trọng đại, đối với danh sư chúng ta mà nói, so với chuyện gì cũng quan trọng hơn. Bỏ ra cái giá lớn hơn nữa, cũng muốn đi qua quan sát. Chương 920, ta chính là kẻ ngu ngốc kia hai. Thấy hắn không nói lời nào, người thanh niên nói sang chuyện khác. Đúng vậy, trương huyền gật đầu có thể tập trung nhiều danh sư như vậy đến đây thật sự là chuyện trọng đại nhất từ trước tới nay danh sư tập trung thảo luận học tập lẫn nhau đối với sự trưởng thành sau này có tác dụng to lớn sợ rằng đây cũng là ước nguyện ban đầu của người đề nghị thi đấu đúng rồi lần chọn lựa thi đấu này người xem trọng ai trong mắt người thanh niên đầy vẻ hưng phấn nhìn qua xem trọng ai ta còn không rõ lắm trương huyền lắc đầu cũng đúng Người vừa tới, không biết được rõ ràng là bình thường. Vừa rồi bọn họ thảo luận, người nhất định cũng thấy được. Nhược hoan công tử và phó tiếu trần là có tiếng hô lớn nhất. Nhược hoan công tử sinh ra ở quân gia đứng đầu bốn gia tộc lớn ở vương thành vạn quốc, sinh ra đã được hậu đái, còn là bốn công tử lớn của vạn quốc thành. Ngay cả con trai của triệu minh chủ thái tử triệu huy cũng bị ép một đầu. Phó tiếu trần phó sư là học sinh thân truyền của hải trưởng lão. Nếu như tuyển chọn hai người, tỷ lệ bọn họ thắng lợi quả thật rất lớn. Người thanh niên nói, chỉ có điều, ta càng xem trọng học sinh của phùng trưởng lão, phùng mạc sinh hơn. Phùng mạc sinh, không sai, ta từng gặp qua phùng sư một lần, tính tình giấu mình khiêm tốn, nhưng thực lực lại không kém một chút nào. Ba năm trước đây ta từng tiếp nhận qua sự chỉ điểm của hắn. Khi đó, hắn chính là danh sư tam tinh đỉnh phong. Nói tới vị phùng sư này, hai mắt người thanh niên tỏa sáng, mang theo sự sùng bái. Về phần hai người còn lại, nghe nói đến từ vương quốc khác. Một người tên là Lạc Khê, là vị danh sư Mỹ Nữ. Một người khác gọi là Đỗ Hổ. Đối với thực lực của bọn họ, ta biết không nhiều lắm. Chỉ có điều có thể từ vương quốc khác tuyển chọn ra, khẳng định cũng không đơn giản. Nói đến đây, người thanh niên đột nhiên hạ giọng, thoạt nhìn dường như có chút thần bí. Đúng rồi, ta nghe nói tham gia tuyển chọn thi đấu, không phải năm, mà là sáu. 10 ngày trước Đường chủ lại tuyên bố muốn tiến hành tuyển chọn. Kết quả còn chưa bắt đầu, nghe nói chính là đang đợi người này. A, à, người biết người này? Trương Huyền nhìn qua. Lão sư ta cũng là một trưởng lão trong đó, lúc đó tham gia hội nghị, hình như là Tô sư, Lăng sư cố gắng đề cử. Tên gì nhỉ? Trương Huyền, người thanh niên hừ một tiếng. Nếu không vì người này, tuyển chọn thi đấu khẳng định lại sớm bắt đầu. Để người ta chờ lâu như vậy nhưng vẫn không xuất hiện thật là một kẻ ngu ngốc khụ khụ kẻ ngu ngốc trương huyền ho khan một tiếng thi đấu danh sư chuyện quan trọng như vậy người này tự nhiên cũng có thể tới chậm khiến cho nhiều danh sư như vậy chờ nếu như hắn thật sự rất lợi hại ngược lại cũng thôi nghe nói chỉ là một danh sư nhị tinh hơn nữa tuổi hình như không lớn không biết tôn trọng tiền bối tùy ý làm bậy không phải kẻ ngu ngốc là gì có người nói nếu không tô sư Lang sư liều mạng ra sức bảo vệ khẳng định vị trí đó sớm sẽ không có người thanh niên lộ vẻ mặt xem thường được rồi trương huyền vò đầu bị người ở trước mặt mắng thành lẻ ngu ngốc suy nghĩ một chút cũng choáng váng chỉ có điều thời điểm trước đây tô sư nói với hắn chỉ cần trong vòng ba tháng chạy tới vạn quốc thành là được ai ngờ được còn có một tuyển chọn sớm không chỉ ta nói như vậy những người khác cũng đều cho là như vậy thật không biết tiểu tử kia bộ dạng thế nào. Nếu như để ta gặp gỡ, không phải cố gắng đánh một trận cũng không thể. người thanh niên hung hăng nói. Nếu không chờ lần chọn lựa thi đấu này, ta đã sớm bế quan trùng kích cảnh giới cao hơn. mà bây giờ chỉ có thể kéo dài. không nghĩ tới mình đến chậm, khiến cho không ít người ghi hận. trương huyền lộ vẻ mặt cười gượng, đang muốn nói chuyện, liền nghe được toàn bộ đại sảnh yên tĩnh trở lại. hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy khang đường chủ và tô sư đi đến tới chỗ đám người phía đầu gõ chuông khẩn cấp tập hợp nói vậy các vị đều đoán được nguyên nhân khang đường chủ vung tay lên không sai ngày hôm nay tiến hành tuyển chọn trước khi thi đấu danh sư triệu tập mọi người qua chính là muốn cùng nhau chứng kiến quả nhiên là tuyển chọn đúng vậy xem ra thật sự đã đoán đúng nói như vậy danh sư gọi là trương huyền kia đã tới tới rồi ở đâu nghe được đường chủ xác nhận mọi người nhỏ giọng bàn luận nhìn ra chung quanh thi đấu danh sư là rất nhiều phân bộ danh sư đường phía dưới huyễn vũ đế quốc chuyện trọng đại lớn nhất thành tích của chúng ta trước kia nói vậy không cần ta nhiều lời các vị cũng đều biết lần này vừa lúc vạn quốc thành làn chủ nhà ta hy vọng có thể có đột phá đánh ra khí thế của phân bộ chúng ta khang đường chủ vòng một vòng vâng nghe nói như thế mặc dù biết mình không có tư cách tham gia rất nhiều danh sư dưới đài vẫn đều kích động sắc mặt đỏ lên mỗi một người siết chặt nắm đấm làm danh sư phân bộ của vạn quốc thành nhìn thấy được danh sư đường của mình mỗi lần so tài đều rơi xuống cuối cùng trong lòng buồn bực có thể tưởng tượng được lần này làm chủ nhà nhất định phải nhận được thứ hạng khác nếu không làm sao đối mặt với rất nhiều tiền bối bên trong phong sư điện được rồi mấy người các ngươi lên đây đi Nói xong, Khang Đường chủ ngoắc tay, đám người nhược Hoan công tử, Phó Tiếu Trần đã đồng loạt đi tới. Tổng cộng 5 người. Ừ, Trương Sư. Thấy Trương Huyền cũng không lên cùng bọn họ, lông mày Khang Đường chủ nhíu lại một cái. Hắc hắc, người xem cũng bắt đầu tuyển chọn, kẻ ngu ngốc gọi là Trương Huyền kia lại còn không có tới. Chỉ mong Đường chủ dưới cơn nóng giận loại bỏ vị trí của hắn. Thấy Khang Đường chủ tìm kiếm Trương Sư kia khắp nơi, Người thanh niên hừ lạnh một tiếng, lắc đầu, không nhịn được nhìn về phía bạn đồng nghiệp mới quen bên cạnh. Đúng rồi, huynh đệ, nói chuyện nửa ngày còn không biết tên của ngươi đấy. Ta, Trương Huyền cười gượng đứng dậy. Dường như, ta chính là kẻ ngu ngốc trong miệng ngươi. Trương Huyền, chương 921, tuyển chọn bắt đầu. Một, ngươi, ngươi, là Trương Huyền, Trương Sư. Người thanh niên run run một cái, nước mắt ào ào chảy ra, thiếu chút nữa thì ngất ngay tại chỗ. Tuy rằng ngoài miệng hắn nói phiền muộn, trên thực tế cũng biết, có thể được hai vị trưởng lão tô, lăng coi trọng, mức độ đề cử lớn nhất, vị trương sư này khẳng định không chỉ đơn giản là danh sư nhị tinh như vậy. Chỉ là, đều là nhị tinh, đối phương có thể đi vào tuyển chọn, hắn lại không thể, trong lòng có đố kỵ. Lúc này nhìn thấy một người xa lạ, mới tùy tiện cao nhau. Người quen, ngược lại hắn không có cách nào nói ra miệng, dù sao cũng không nhận ra, thuận miệng nói một chút, phát tiết một chút phẫn uất, thuận tiện nói cho đã nghiện. Không nghĩ tới, trực tiếp tìm được chính chủ, còn ở trước mặt người ta nói hắn là kẻ ngu ngốc. Em gái ngươi, ngươi không phải muốn tham gia tuyển chọn sao? Không phải nên ở cùng một chỗ với Nhược Hoan công tử, Phó Tiếu Trần bọn họ sao? Chạy tới đây ngồi làm gì? Người thanh niên chỉ cảm thấy trong đầu có từng trận thiên lôi đánh tới, tâm tư muốn chết cũng có cái này gọi là chuyện gì? Tùy tiện tìm một người nói chuyện phiếm, lại chính là vị trương sư ai cũng chưa thấy qua. Cũng quá xui xẻo. Vẻ mặt lo lắng, đang rất sợ đối phương tìm hắn gây phiền phức, lại thấy vị trương sư này nhấc chân đi về phía trước. Không trách tội ta. Thấy đối phương trước khi đi chưa từng nói một câu, người thanh niên miệng mở lớn, trước sau không thể tin được. Danh sư, chú trọng thân phận, ở ngay trước mặt mắng người ta là kẻ ngu ngốc, tương đương với xé rách ra mặt. Nếu thật sự tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Đối phương một câu chưa nói liền đi, chỉ riêng phần khí độ này, lại không phải danh sư bình thường có thể có được. Không biết hắn có thể được tuyển chọn lên hay không. Ngăn chặn buồn bực trong lòng, nhìn về phía trước. Hắn chính là Trương Huyền kia. Hình như so với trong lời đồn càng trẻ tuổi hơn. Đúng vậy, chưa đủ 20 tuổi, hơn nữa còn chỉ là một danh sư nhị tinh, có tư cách gì tham gia tuyển chọn? cái này không nhất định hắn tuy rằng mang theo huy hiệu nhị tinh lại chưa chắc chỉ có nhị tinh không phải người người đều thích thể hiện thực lực ở trên ngực điều này ngược lại cũng đúng nếu như không có chút bản lĩnh thật sự tô sư lang sư không có khả năng liều mạng đề cử có thể coi là không chỉ là nhị tinh tuổi tác bày ra đó cũng sẽ không quá lợi hại nhìn thấy được người thanh niên đi lên phía trước tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi sớm nghe nói vị trương sư này tuổi không lớn lắm, lại chỉ là danh sư nhị tinh. Tận mắt nhìn thấy được mới biết, thật sự là có chút trẻ tuổi quá mức. Danh sư, không chỉ cần minh lý, kiến thức, quan trọng hơn còn phải có tri thức tích lũy vượt qua người tu luyện bình thường. Cho dù vị này thiên phú thật tốt, thời gian đọc sách ít hơn so với người ta 10 năm, có thể thích góp được bao nhiêu tri thức. Nếu người đã qua đông đủ, ta sẽ nói một chút về quy tắc lần chọn lựa này. Thấy Trương Huyền đi tới, Khang Đường chủ lúc này mới gật đầu, nhìn quanh một vòng, nói: "Sát hạch tổng cộng chia làm 5 cửa ải, rất nhiều điều kiện đối với danh sư, tiến hành so sánh. Nhận được vị trí đầu tiên, được 6 điểm, thứ hai được 5 điểm, lần lượt loại suy, người sau cùng được 1 điểm. 5 cửa ải qua, hai vị có điểm tích lũy cao nhất, thông qua tuyển chọn, tham gia tổ chức thi đấu liên hợp giữa 28 thế lực lớn." Nói xong, Khang Đường chủ vẫy bàn tay một cái. "Các vị còn có nghi ngờ gì không? Không, mọi người sốt ruột vội vàng gật đầu, đám người quân nhược hoan cũng lên tiếng. Cửa ải, ta đã cùng tất cả trưởng lão thiết kế xong, lần lượt bắt đầu từ năm phương diện tâm cảnh, nhận rõ công pháp, ký ức, giảng bài, chỉ điểm. Thấy mọi người không có vấn đề gì, khang đường chủ và các trưởng lão ở hàng trước nhất liếc mắt nhìn nhau, gật đầu. Hiện tại lại tiến hành cửa so tài thứ nhất, mức độ tâm cảnh sát hạch. Ngô trưởng lão, lại làm phiền ngươi đường chủ khách khí đây là điều ta phải làm một lão già cười lên tiếng đi tới trước mặt cổ tay lật một cái một đàn cổ xuất hiện ở trong lòng bàn tay không nghĩ tới cửa thứ nhất để cho ngô trưởng lão ra mặt trong đại sảnh có người cảm thán thế nào lẽ nào vị ngô trưởng lão này có gì khác biệt một người bên cạnh hắn không hiểu hỏi đương nhiên khác ngô trưởng lão giống như đường chủ đều là danh sư tứ tinh đỉnh phong nhưng hắn có một chức nghiệp trợ giúp rất lạ đối với rèn luyện tâm cảnh có trợ giúp rất lớn người đầu tiên nói ra tình hình mình biết được a à, chức nghiệp gì có thể có tác dụng đối với rèn luyện tâm cảnh người thứ hai kỳ quái danh sư thứ cơ sở nhất chính là tâm cảnh mức độ tâm cảnh càng cao lý giải đối với danh sư cũng lại càng dễ dàng vị ngô trưởng lão này lại có chức nghiệp am hiểu rèn luyện tâm cảnh rốt cuộc là cái gì có thể được tán dương đến như vậy Ma âm sư người biết chuyện nói ma âm sư loại chức nghiệp đặc biệt này có thể lấy âm nhạc loạn tâm trí người người thứ hai sửng sốt ừ người biết chuyện nói ma âm sư mặc dù chỉ là chức nghiệp hạ cửu lưu lại có thể sử dụng âm nhạc mê hoặc lòng người khó lòng phòng bị vô cùng khủng khiếp vạn quốc thành chúng ta không có nghiệp đoàn ma âm sư chức nghiệp này của ngô trưởng lão coi như là phần độc nhất chương 922, tuyển chọn bắt đầu. 2. Đúng vậy, để cho ma âm sư tới kiểm tra mức độ tâm cảnh, cửa thứ nhất này sẽ rất khó. Người thứ hai xúc động. Sát hạch danh sư bình thường, đều sử dụng ngọc tinh kiểm tra minh lý để kiểm tra tâm cảnh, chỉ cần trị số lớn, mức độ tâm cảnh lại cao. Lần này sử dụng ma âm sư tới so tài, rõ ràng độ khó lớn hơn nữa. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, Ngô trưởng lão cầm đàn cổ trong tay đi tới ngay phía trước, nhẹ nhàng đặt chiếc đàn lên bàn, thản nhiên nhìn về phía mấy người tham gia tuyển chọn. Cửa thứ nhất, sát hạch tâm cảnh, làm danh sư, tâm cảnh, không chỉ cần vạch độ cao, quan trọng hơn chính là có thể chống lại sự quấy nhiễu ở trong hoàn cảnh hỗn loạn, còn phân tích rõ ràng và xử lý sự tình. Ta nhận yêu cầu của đường chủ, sát hạch tâm cảnh của các ngươi, tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Hy vọng các ngươi cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng nói xong bàn tay chợt vỗ nhẹ trên bàn xuất hiện mấy chiếc đĩa sắt hình tròn đây là trận bàn trống không do trận pháp sư thường dùng một lát nữa ta sẽ đàn phong ma khúc quấy nhiễu linh hồn các ngươi có thể ở phía trên này khắc tranh một khúc kết thúc ai khác được đường vân tối đa tinh tế nhất người đó chính là đứng đầu ngô trưởng lão nhìn về phía mọi người nói trước một tiếng phong ma khúc của ta mỗi lần chỉ có thể đưa đến tác dụng đối với một người các người ai tới trước sát hạch thật biến thái phong ma khúc ta từng thấy qua ở trên sách có thể làm cho tâm cảnh người mê loạn khó có thể kiềm chế người tu luyện bình thường rơi vào trong đó sẽ giống như say rượu tư duy hỗn loạn Đông Tây Nam Bắc đều không phân biệt rõ được dưới tình huống này khắc đồ nhất định là loạn Đúng vậy loại tình huống này đừng nói khác đường vân nhỏ ở trên trận bàn trống lớn chừng bàn tay có thể đứng vững hay không cũng còn khó nói được đúng hắn lấy ra đều là trận bàn tam tinh trống rỗng khác ở phía trên không chỉ phải khống chế tốt tinh thần đối với khống chế lực lượng cũng cần rất mạnh nếu không rất dễ dàng vỡ nát cửa ải này không chỉ sát hạch tâm cảnh còn sát hạch ở dưới tình huống tư duy hỗn loạn làm thế nào kiểm soát lực lượng khó khăn thật sự quá khó khăn nghe xong nội dung sát hạch cửa thứ nhất của ngô trưởng lão rất nhiều danh sư phía dưới đều hít vào một hơi lạnh ma âm sư tuy chỉ là chức nghiệp hạ cửu lưu, nếu có thể có danh tiếng lớn như vậy, khẳng định không đơn giản. Làm người tu luyện, có thể ở trong phong ma khúc, duy trì chấn tĩnh, phòng tuyến tâm lý không bị công phá, đã rất tốt, còn muốn ở trên trận bàn trắng khắc. Độ khó không phải lớn bình thường. Không nói những người tham gia tuyển chọn, cho dù rất nhiều trưởng lão tứ tinh ở phía trước, có thể làm được, lại không có mấy người. Ma âm sư, khác, khác với sự chấn động kinh ngạc của mọi người, Trương Huyền nhăn mày lại. Trước đó hắn xem qua sách, đối với nghề nghiệp ma âm sư này, cũng có chút ghi chép. Chỉ có điều, chỉ là sơ lược, năng lực cụ thể, hắn cũng không biết rõ. Vốn tưởng rằng giống như thi họa, đối với âm nhạc tinh thông đến mức tận cùng. Hiện tại xem ra, sợ rằng không đơn giản như vậy. Nghe được ngô sư căn dặn, nhược hoan công tử cười khẽ, nhìn về phía mấy đối thủ, muốn xem thử phản ứng của bọn họ. Vẻ mặt phó tiếu trần yên tĩnh, hình như sớm biết sẽ có sát hạch này, đang điều chỉnh trạng thái. Mấy người khác cũng đều vận chuyển tâm cảnh, vẻ mặt nghiêm túc. Duy nhất chỉ có một người thanh niên, mày nhân lại, vẻ mặt mê man. Chính là Trương Huyền khiến cho bọn họ chờ đợi chừng mấy ngày. Vừa nhìn đã biết chưa từng nghe qua về ma âm sư. Thấy vẻ mặt hắn mê mang, nhược hoan công tử đã biết, người này khẳng định chưa từng nghe qua ma âm sư. Mình đường đường là một trong bốn công tử lớn, danh sư tứ tinh sơ kỳ, tự nhiên cùng một kẻ như vậy so tài. Suy nghĩ một chút hắn cũng cảm thấy phiền muộn. Trương sư đúng không, tuy rằng ngươi khiến cho chúng ta đợi gần 10 ngày, nhưng người đường xa đến là khách. Không bằng như vậy, cửa sát hạch này, người tới trước. Nhược hoan công tử khẽ cười, nhìn qua. Ta, Trương Huyền lắc đầu. Đừng khách khí, vẫn là người tới đi, ta xem trước một chút. Tuy rằng đối với mà âm sư không biết, nhưng nếu có thể trở thành chức nghiệp đặc biệt khẳng định không đơn giản chưa bao giờ tiếp xúc qua vẫn nên xem thử rốt cuộc có chuyện gì xảy ra lại nói sau xem trước một chút nhược hoan công tử cười diếu cợt một tiếng có phải cảm thấy hiện tại tinh lực ngô trưởng lão dư thừa thực lực mạnh nhất người đầu tiên lên tương đương với người đầu tiên ăn cua bị công kích cũng là mãnh liệt nhất nếu sát hạch chính là tâm cảnh lại phải có khí thế dũng cảm tiến tới lo lắng chủ trừ không tiến lên, nói rõ lo lắng, khiếp sợ, tâm cảnh đã có kẽ hở, còn muốn lấy thành tích tốt. Đùa gì thế? Cửa sát hạch này chính là tâm cảnh, lên trước, lên sau, thật ra cũng là một loại thử thách. Biết rõ người đầu tiên lên, bị công kích mạnh nhất do dự không tiến lên, tâm cảnh chẳng khác nào có chỗ thiếu hụt. Mà một khi có chỗ thiếu hụt, gặp lại ma phong khúc của ma âm sư, lại vô cùng có khả năng bị nhân lúc yếu tiến vào, lại không có cách nào chống đỡ. Nhược hoan công tử biết đạo lý này, cố ý nói ra lời kia, chính là khiến cho vị trương huyền này nếm chút khổ sở. Nếu cạnh tranh với nhau, tự nhiên là kẻ địch, hắn cũng không có thói quen cho kẻ địch biện pháp dự phòng. Nếu sợ hãi khiếp sợ, vậy ta lại tới trước đi. Lại đả kích vị trương sư này một chút, nhược hoan công tử khẽ cười, đi tới bàn trước mặt, lại muốn cầm lấy một trận bàn trống. Nhược hoan công tử đừng có gấp, ta thấy hay là để ta đi lại có một giọng nói khe khẽ vang lên, Phó Tiếu Trần đã đi tới. Hắn đã điều chỉnh tốt tâm cảnh, hai mắt yên tĩnh, vẻ mặt thản nhiên. Thế nào, ngươi muốn tranh với ta sao? Nhược hoan công tử nhướng mày lên. Tranh, ngươi suy nghĩ quá nhiều, dựa vào thực lực của ngô trưởng lão, bất kể người đầu tiên hay người thứ hai, thậm chí người thứ năm, người thứ sáu, bị phong ma khúc ảnh hưởng khẳng định đều là giống nhau, trước sau không có gì khác biệt, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Người sử dụng thủ đoạn đi đối phó những người khác, đối với ta lại vô dụng. Phó Tiếu Trần thản nhiên nói. chương 923, Phong Ma Khúc 1 Ngô trưởng lão danh sư tứ tinh đỉnh phong, còn là ma âm sư tứ tinh. Người như thế không chế đối với lực lượng đã đạt được giày công tu luyện. Nếu là tỉ thí công bằng, làm sao có thể phía trước công kích mãnh liệt, phía sau công kích giảm bớt. Lời nhược hoan công tử vừa nói với trương sư, rất rõ ràng là đã kích lòng tin của đối phương. Điểm ấy đối với một người từ nơi xa xôi tới còn có tác dụng. Đối với Phó Tiếu Trần hắn mà nói, một chút tác dụng cũng không có được. Người nếu biết, lại chắc hẳn hiểu rõ, chuyện ta quyết định, không ai có thể tranh. Nhược Hoan công tử thản nhiên nhìn qua. Ta cũng vậy. Phó Tiếu Trần cũng gật đầu. Sát hạch tâm cảnh còn chưa bắt đầu, hai bên đã gây mâu thuẫn. A, à, đã như vậy, ta thấy chúng ta không bằng so đấu trước một hồi, người nào thắng người đó tới trước. Nhược hoan công tử nói. Tốt, so đấu cái gì? Phó Tiếu Trần gật đầu. Hai người thực lực tương đương nhau, cũng đều là đoạt giải quán quân đứng đầu, không ai nhường ai. Đều muốn ngay từ lúc đầu ngăn chặn đối phương lại, phía sau cho dù đối phương còn muốn xoay người, chỉ sợ cũng khó khăn. Chúng ta lại so về. Nhược hoan công tử suy tư một chút, đang muốn nói ra nội dung so tài, đột nhiên nghe được bên tai vang lên một âm thanh. Len keng quay đầu nhìn lại, Phùng Mạc Sinh ở trong đám người, chẳng biết lúc nào, đã lấy đi một trận bàn, ngồi khoanh chân chuẩn bị sắp xếp. Ngón tay của ngô trưởng lão cũng rơi vào trên đàn cổ, nhẹ nhàng gầy, âm thanh sôi nổi vang ra. Mẹ nó, không nghĩ tới bọn họ tranh đoạt, lại để cho người khác cướp tiên cơ, sắc mặt hai người phó tiếu trần, quân nhược hoan sám lại, có phần muốn nôn ra máu. Cái này gọi là chuyện gì? Đều muốn ép đối phương một đầu, khiến cho hắn bị hại, nhưng không nghĩ tới, khiến cho người này chiếm tiên cơ. Hừ, biết hiện tại lại giàu dĩ nữa cũng vô ích, hai người vung cánh tay, trở lại chỗ vừa rồi. Ong ong ong, vừa ngồi xong, chỉ thấy ngô sư cầm đàn không ngừng gầy. Một âm nhạc sông thẳng tâm linh, giống như nước thủy triều đánh thẳng tới. Cái âm nhạc này, không có gì không đúng chứ. Âm nhạc kích động, mang theo cảm giác phấn chấn lòng người. Chỉ có điều, Trường Huyền nghe vào trong tai, hết sức bình thường, cũng không có cảm giác khó có thể khống chế, hình như đối với tâm cảnh cũng không có trùng kích. Chỉ có điều, liếc mắt thoáng nhìn Phùng Mạc Sinh, hắn lập tức biết không đơn giản như vậy. Làm danh sư Tam Tinh đỉnh phong, mức độ tâm cảnh từ lâu đã vượt qua 11.0. Dù vậy, nghe được tiếng đàn, đầu lại đầy mồ hôi, hình như có chút không kiên trì nổi. Xem ra tiếng đàn công kích là có phạm vi, vượt quá phạm vi này cho dù nghe được, cũng không cảm thấy cái gì. Ánh mắt hắn lóe lên. Vừa rồi ngô trưởng lão đã nói, mỗi lần chỉ có thể tiến hành sát hạch đối với một người. Hiện tại xem ra, tiếng đàn công kích là có phạm vi, vượt qua phạm vi âm thanh sẽ giống như bình thường, không phát sinh tổn thương đối với người. Vù, bên này không cảm thấy cái gì, phùng mạc sinh đứng mũi chịu sao, sắc mặt dĩ nhiên trở nên trắng bệch. Cổ tay run lên, một thanh đao khắc xuất hiện. Kết, hắn ở trên trận bàn khắc họa. Ma âm sư khải đàn phong ma khúc, vang vọng trong đầu, khiến cho hắn có chút hỗn loạn, tinh lực không có cách nào tập trung, đau khắc rơi vào trên trận bàn cũng có chút lắc lư. Quả nhiên không đơn giản như vậy. Nhìn thấy được vị thiên tri kiêu tử khác này cũng khó khăn như vậy, thần sắc trương huyền nghiêm trọng. Không hổ danh là tuyển chọn của vạn quốc thành, vừa ra tay lại khó khăn như vậy, khiến cho vô số người trùn bước. Cái phong ma khúc này có chỗ thiếu hụt không? đột nhiên một ý nghĩ dâng lên. Võ giả thi triển võ kỹ, trận pháp sư bố trí trận pháp, đều có thể dẫn ra sách. Hiện tại vị ma âm sư này thi triển ma âm, chắc hẳn cũng là như vậy. Trong đầu hắn than khẽ chỗ thiếu hụt, quả nhiên thức hải lắc lư một hồi, một quyển sách xuất hiện ở trước mắt. Ngô Hư, trưởng lão danh sư đường của Vạn Quốc Thành, danh sư tứ tinh, ma âm sư tứ tinh, trận pháp sư, thi họa sư, trà đạo sư. Am hiểu ma âm công kích, trong đó phong ma khúc khuyết điểm trong sách viết đầy nội dung liên tục lật vài tờ rất nhanh tìm được nội dung liên quan tới phong ma khúc thì ra là thế nhìn một hồi trương huyền khẽ cười ánh mắt lóe lên cái phong ma khúc này thoạt nhìn đặc biệt đáng sợ lại cũng có không ít khuyết điểm chỉ cần tiến hành lợi dụng muốn phá giải cũng không khó khăn chỉ chốc lát xem sách xong trong đầu trương huyền cũng có một ý nghĩ một lát nữa thử xem. Biết bây giờ không phải là thời gian thử nghiệm, hắn áp chế ý nghĩ này, lại nhìn về phía trước. Lúc này, một bài phong ma khúc đã gần kết thúc. Toàn thân phùng mạc sinh cũng giống như uống say, thân thể lắc lư, ngồi cũng ngồi không vững. Mà trận bàn trong tay hắn, cũng khắc không ít, chỉ có điều khoảng cách rất xa, vẫn chưa thấy rõ vẽ những gì. Ông, nhẹ nhàng vạch một cái, tiếng đàn kết thúc, giữa âm lượn lờ, quanh quẩn không dứt cảm ơn ngô sư hạ thủ lưu tình. Phùng Mạc Sinh lắc đầu đứng dậy, ôm quyền không người, đẩy trận bàn tới. Vừa rồi chỉ là trải qua một bài từ khúc, nhưng hắn biết, đối phương vẫn chưa thi triển toàn lực. Bằng không, dựa vào vạch tâm cảnh của hắn, khẳng định kiên trì không nổi. Ừ, ngô sư gật đầu, cũng không nhiều lời, tiện tay đưa trận bàn cho một danh cách đó không xa sư. Vị danh sư này tiếp nhận trận bàn, cẩn thận đếm một chút, mở miệng báo ra thành tích tổng cộng khắc 432 nét, mỗi một đao nặng nhẹ bằng nhau. Hơn 400 nét. Lợi hại, vừa rồi ta thấy hắn cũng sắp không kiên trì nổi, không nghĩ tới không những không có ngã xuống, còn khắc ra nhiều vết tích như vậy, đồng thời nặng nhẹ bằng nhau. Không hổ danh là thiên tài tham gia tuyển chọn. Đổi lại thành ta, sợ rằng một nét cũng khắc không ra. Yên tâm đi, chỉ dựa vào tư chất này của ngươi, ngô trưởng lão cũng lười ra tay với ngươi. Ngươi, chương 924, Phong Ma Khúc 2. Nghe được thành tích, mọi người ổ lên. Phong Ma Khúc chỉ có không đến 3 phút, cho dù không có quy định khác cái gì, có thể tưởng tượng phải ở thời gian ngắn ngủi như vậy khác hơn 400 nét, cũng vô cùng khó khăn. Càng chưa nói, còn phải phân tâm chống lại tiếng đàn. Hơn 400 bức tranh. Xem ra coi thường người này, không nghĩ tới một tiếng cất lên khiến ai nấy đều kinh ngạc. Ngay cả hoa nhược công tử Phó Tiếu Trần cũng đều nhướng mày. Số lượng vị phùng mạc sinh này khác ra, cho dù là bọn họ cũng cảm nhận được áp lực. Được rồi, người thứ hai. Báo ra thành tích của phùng mạc sinh, ngô sư điều tức mấy hơi thở, trạng thái hoàn toàn khôi phục, lại nhìn về phía mọi người. Dựa vào thực lực của hắn, sử dụng phong ma khúc đối phó với cường giả hóa phàm tứ trọng, khả năng còn có chút tốn sức. Đối phó với những người này, lại không cần chiến đấu, không tính là quá mức khó khăn. Ta tới. Phó Tiếu Trần đi tới. Lần này nhược hoan công tử lại không tranh đoạt. Không phải hắn không muốn đi, mà là thành tích của Phùng Mạc Sinh gây áp lực cho hắn. Hắn dự định điều chỉnh tốt sẽ đi qua khiêu chiến. Len keng. Tiếng đàn vang lên, đồng thời âm thanh đao khắc cắt xuống trận bàn trộn lẫn trong đó. Rất nhanh, Phó Tiếu Trần sát hạch xong, đi xuống. 427 nét, hoa văn rõ ràng, không lặp lại. Danh sư báo ra thành tích, đáng tiếc phó tiếu trần lắc đầu sắc mặt khó coi vốn tưởng rằng dựa vào thực lực của hắn chỉ cần trùng kích số người là ván đã đóng thuyền hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cửa thứ nhất xuống tự nhiên không bằng vị phùng mạc sinh này kém đủ năm nét chỉ có điều chỉ có tự mình từng trải mới biết được phong ma khúc đáng sợ vừa rồi nếu không phải loại tâm lý cầu thắng này càng lúc càng mạnh khẳng định kiên trì không nổi thành tích tuy rằng không bằng phùng sư nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu lại nhìn nhược hoan công tử thành tích của hắn không bằng ta tuyển chọn hai người cơ hội phía sau vẫn rất lớn rất nhanh hắn bình tĩnh trở lại tuyển chọn thi đấu phải chọn ra hai người đây chỉ là cửa thứ nhất mà thôi chỉ cần phía sau không sai lầm nhận được một vị trí trong đó cũng sẽ không quá khó khăn ta tới người thứ ba lên cũng không phải là nhược hoan công tử mà là vị danh sư mỹ nữ kia lạc khê Nói riêng về diện mạo, vị nữ tử này chỉ có thể nói là thanh lệ, so với mạc vũ công chúa, triệu phi vũ kém hơn rất nhiều, càng chưa nói tới triệu nhã. Chỉ có điều, thân là danh sư tam tinh đỉnh phong, cường giả hóa phàm tam trọng, mang theo khí chất đặc biệt, cho người ta một loại thẩm mỹ khác thường. Vị mỹ nữ này thoạt nhìn mảnh mai, mức độ tâm cảnh lại cũng vô cùng cường đại. Phong ma khúc của ngô trưởng lão, nàng cũng kiên trì được. Lạc khê qua đi, là đỗ hổ cũng từ vương quốc khác đề cử lên. Thành tích của hai người đều vượt qua 400 nét. Chỉ có điều, cách phó tiếu trần còn có một khoảng nhất định, càng chưa nói phùng mạc sinh. Hắc mã. Đúng vậy, không nghĩ tới vị phùng sư này, lợi hại như vậy. Ngay cả phó tiếu trần phó sư cũng áp chế, đây là điều trước đó không nghĩ tới. Ta trước đây đã nói, phùng sư cũng không yếu, các người còn không tin. Thấy liên tục thi xong bốn người, phùng mạc sinh vẫn xếp vị trí đứng đầu phía sau tất cả danh sư đều đầy kinh ngạc ban đầu theo bọn họ có thể có được vị trí tất nhiên là nhược hoan công tử và vị phó sư này không nghĩ tới phùng mạc sinh cũng cường đại như vậy xem ra vị phùng sư này luôn luôn giấu mình khiến cho không ít người đều bỏ quên mau nhìn nhược hoan công tử ra sân đang xúc động không biết ai hô lên một câu mọi người đồng loạt nhìn qua quả nhiên thấy nhược hoan công tử ngồi khoanh chân xong đồng thời lấy đao khắc ra ngoài leng keng leng keng tiếng đàn vang lên nhược hoan công tử nhướng mày đao khắc xẹt qua ở trên trận bàn năm ngón tay tung bay thật nhanh không hổ danh là nhược hoan công tử hình như tiếng đàn đối với hắn không có tác dụng lớn xem ra sát hạch quán quân cửa này nhược hoan công tử lấy chắc nhìn thấy được động tác của hắn tất cả mọi người đều siết chặt nắm đấm có thể ở dưới phong ma khúc, vẫn duy trì tốc độ khắc nhanh như vậy, không hổ danh là quân nhược hoan được hô lớn nhất, đứng đầu bốn công tử lớn của vạn quốc thành. Vù, rất nhanh, một khúc kết thúc. Nhược hoan công tử ngừng lại, thu đao khắc vào trong nhẫn, đẩy trận bàn tới. Tổng cộng 431 nét. Danh sư chịu trách nhiệm kiểm nghiệm, cẩn thận đếm nhiều lần, có chút không dám tin tưởng kêu lên. So với phùng sư ít hơn một nét một. Làm sao có thể? Không đúng sao, ta thấy hắn khắc rất nhanh. Nghe được kết quả, mọi người ồ lên một mảnh. Vừa rồi tình hình Nhược Hoan công tử khắc, tất cả mọi người đều thấy được, tốc độ cực nhanh. Thế nào, thành tích cuối cùng ngược lại chẳng bằng phùng sư. Chỉ có điều, danh sư chịu trách nhiệm kiểm nghiệm, trong toàn bộ danh sư đường cũng rất nổi danh, thiết diện vô tư, không có khả năng có sai lầm. Biểu tình của Nhược Hoan công tử hình như vẫn chưa thất vọng. Thời điểm mọi người ở đây cảm thấy kỳ quái, một người thì thào tự nói, giọng điệu có chút không dám tin tưởng vang lên. Mọi người đồng loạt nhìn lại, quả nhiên thấy được điểm không thích hợp. Vừa rồi thành tích phó sư không bằng phùng sư, vẻ mặt chán nản. Vị nhược hoan công tử này, không những không có cảm giác bị thất bại, trái lại mang theo nụ cười thản nhiên. Cười! Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn không quan tâm tới thất bại? chương 925, ngô trưởng lão hoàn toàn suy sụp thượng. Một, không thể như vậy được. Tuyển chọn tổng cộng 5 cửa ải, mỗi một cửa ải đều rất quan trọng, quan hệ cuối cùng có thể nhận được một vị trí hay không. Cho dù nhược hoan công tử biết mình có thể thông qua sát hạch, cũng không có khả năng buông tha lúc này. Dù sao, mục tiêu của hắn là quán quân, không đơn giản là thông qua tuyển chọn. Vẻ mặt nghi ngờ, chỉ thấy nhược hoan công tử lộ ra nụ cười mỉm, đi tới trước mặt Trương Huyền, thản nhiên nhìn qua đến lượt ngươi mọi người lúc này mới ý thức được cuối cùng đến lượt vị trương sư này có thể khiến cho tô sư lang sư cố gắng hết sức đề cử khẳng định có chút bản lĩnh trẻ tuổi như vậy có thể có bản lĩnh gì ta còn lo lắng người này có thể kiên trì tới khi một khúc kết thúc hay không nếu như không kiên trì nổi thật sự lại mất mặt đúng vậy nhìn thấy được vị trương sư này khoan thai chậm rãi đi tới lập tức muốn lên trận Mọi người tạm thời bỏ qua nghi ngờ đối với Nhược Hoan công tử, lại nhìn qua. Đối với vị này, tất cả mọi người tràn ngập tò mò. Danh sư đường tuyển chọn, chuyện quan trọng như vậy cũng có thể tới muộn, thật không biết là tâm lớn hay trong lòng đã có dự tính trước mọi việc. Không để ý tới Nhược Hoan công tử muốn xem chuyện chê cười, Trương Huyền nhấc chân đi lên phía trước, cầm lấy một trận bàn. Hắn mặc dù là chuẩn trận pháp sư tứ tinh, nhưng trận bàn chống duy nhất đã tiếp xúc là vật phẩm ngũ cấp khác thành tụ linh trận kia. Cấp thấp như vậy, vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Cầm đến trong tay, nhất thời hắn cảm thấy chất liệu phía trên so với ngũ cấp muốn mềm hơn rất nhiều, nguyên liệu cũng rõ ràng kém hơn một mảng lớn. Căn bản không phải cùng một khái niệm. Xoay người lại đến chỗ mấy người ngồi xuống, nhìn quanh một vòng, tính toán một hồi, Trương Huyền gãi đầu. Không có ý tứ, ta có thể cố định trận bàn này ở đâu? Cố định Ngô trưởng lão sừng sốt. Chỉ cần ngươi thuận tiện khắc, tùy tiện chỗ nào cũng được. Trùng kích của phong ma khúc đối với linh hồn, thử thách chính là tâm cảnh. Về phần trận bàn, chỉ là tính toán tiêu chuẩn tỉnh táo. Bất luận là cố định, hay đặt ở lòng bàn tay, đều không có vấn đề gì. Đa tả. Nhận được đối phương cho phép, Trương Huyền khẽ cười, hít sâu một hơi, cổ tay run lên. Âm âm. Trận bàn trống, lập tức bị ghim ở trên vách tường cách đó không xa. Ta chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Trương Huyền vỗ vỗ tay. Hắn làm cái gì vậy? Không biết, trận bàn không phải cầm ở trong tay khác, mới có khả năng dùng tới lực lượng sao. Người này ghim đến trên tường làm gì? Ta cũng không biết rõ. Nghe được hắn muốn cố định, mọi người còn tưởng rằng là phương pháp khắc trận bàn đặc biệt nào, không nghĩ tới tên này trực tiếp ném thứ này tới trên tường. Đã thấy khắc trận bàn, nhưng chưa thấy qua ai khắc như thế. Lại nói, khoảng cách với mặt tường ít nhất 3, 4 thước. Đao khắc có thể với tới sao? Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Người này, đầu óc nghĩ thế nào vậy? Nhược Hoan công tử và Phó Tiếu Trần liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều là vẻ mặt vỡ mộng. Cầm trận bàn ở trong tay khắc, mới có thể sử dụng được khí lực, mới có thể thuận tiện, mới có khả năng khắc ra đường vân nhỏ trực tiếp gắn ở trên tường, chẳng lẽ là tự nhận không sánh bằng mọi người, bình suất không sợ mẻ. Được rồi. Khóe miệng Mô trưởng lão cũng giật một cái. Người phải biết rằng, vì để cho công bằng, chỉ có thể đứng ở vị trí như bây giờ, không thể tới gần mặt tường. Vừa rồi năm mọi người là ngồi ở bồ đoàn trên mặt đất tiếp nhận sát hạch. Nếu như người này tới gần mặt tường, chẳng khác nào khoảng cách khác với mọi người, có tình nghi dối trá, cũng lại có vẻ không công bằng. Ta biết. Trương Huyền cười gật đầu. Vậy, đau khắc không đến được, người khác thế nào? Ngô trưởng lão cũng có phần không nhịn được. Những người khác cũng đều có sự nghi ngờ này. Đứng tại chỗ không thể di chuyển, cách mặt tường gần bốn thước. Đau khắc không quá nửa thước. Cho dù cánh tay rũi ra lại dài mấy đi nữa, cũng với không tới. Đao khắc không tới được trận bàn, khác thế nào? Khang đường chủ, tô trưởng lão, lăng trưởng lão cũng từng người nhìn nhau, mỗi một người lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Ba người đều biết vị trương sư này là người có bản lĩnh lớn, chắc chắn sẽ không làm càn. Nhưng cảnh tượng trước mắt này vẫn khiến cho bọn họ đầy mê hoặc, không biết rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. A, à, ta không cần đao khắc, sử dụng chính là cái này. Cổ tay hắn lật một cái, một thanh trường thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Trận bàn ngũ cấp cần phải có binh khí linh phẩm trung cấp mới có khả năng khắc ra đường vân. Cái này là trận bàn tam cấp, không cần. Binh khí quỷ cấp viên mãn là có thể lưu lại vết tích. Thanh trường thương này, vừa lúc là cấp bậc này. Trường thương ước chừng ba thước, lại thêm cánh tay, khoảng cách bốn thước không đáng kể chút nào. Hắn nói cái gì, cầm thương khác. Ta không nhìn nhầm chứ. Trời ạ, à, đầu óc người này là có bệnh sao. Đau khắc khắc cũng không kịp, còn dùng trường thương. Thứ này thật sự có thể khác sao audio điện tử võ tấn bền hết chương 925